Chương 961, tiểu cửu một tiên cổ bao phủ một tầng hoàng quang, hạc phong dương chiếu xuống chung quanh, hoàng quang rời khỏi tay. Lập tức tạo thành một lỗ hồng bên trong chiến trường hồ thú, hạc phong dương vui mừng, thu hồi tiên cổ thác vũ, cửu cung hạc dưới chân kêu to một tiếng, hai cánh vũ mạnh, chờ ông ta bay ra khỏi chiến trường hồn thú, bên ngoài chiến trường vẫn là bầu trời xanh vạn dặm như cũ, hỏng bét. Ông ta có tiên cổ thác vũ, có thể giúp cho ông ta có thể trốn thoát, hạc phong dương, có ngon thì ngươi đừng chạy, đã chiến 300 hiệp với chúng ta, sau lưng chuyển đến tiếng gào của hai vị cổ tiên thần bí, có vẻ đang rất tức, Hạc Phong dương cười sang sảng một tiếng, trong lòng tràn ngập đắc ý, cho dù có chiến trường hồn thú, cũng không bao vây được ta đâu, mặc kệ các ngươi là ai. Hôm nay dám trận giết ta, mối thủ này ta nhớ kỹ, đừng tưởng rằng các ngươi che giấu dung mạo thì ta không tra ra được các ngươi. Hai người các ngươi đã vận dụng thủ đoạn chân chính, đến khi ta trở lại môn phái, ta không tin không tra ra được thân phận của các ngươi. Sao? không đúng đột nhiên hạc phong dương phát hiện được sự không ổn sắc mặt đột nhiên thay đổi tính tình của ông ta trước giờ luôn chấn định nhẫn nại. tại sao vừa mới thoát khỏi chiến trường hồn thú tâm trạng đột nhiên bay lên giống như vừa mới đánh thắng trận lần này ông ta thu phục phúc địa hồ tia thất bại phụ lòng vun trồng và trông đợi của hồ ma thượng nhân hẳn tâm trạng phải nặng lề mới đúng chứ hỏng rồi một sự báo động mãnh liệt dâng lên trong lòng ông hạc phong dương quay đầu lại chỉ thấy một vị cổ tiên dáng người thấp bé như một đứa trẻ toàn thân bao phủ một tầng ám quang tay cầm cổ trùng dạng chùi thủ đang lặng yên bay đến sau lưng ông ta cách ông ta chưa đến một thước vị cổ tiên thứ ba lại có thêm vị cổ tiên thứ ba mai phục ở đây đây mới thật sự là sát chiêu cục trong cục thừa dịp hạc phong dương thoát ly chiến trường hồn thú một khác tinh thần thư giãn người đó đã áp dụng ám sát trí mạng hạc phong dương vừa kinh vừa sợ hai mắt đỏ bừng lộ khí sôi trào nhất thời không thể lui lại ngược lại trong lòng còn có xúc động muốn sống chết với người kia mau tránh ra đối phương là cổ tiên tình đạo có thể ảnh hưởng tâm trạng của ngươi quấy nhiễu sự phán đoán của ngươi bên trong tiên khiếu nội ý hồng ma gấp đến độ giống to há không còn kịp nữa đâu vì cổ tiên thứ ba giơ chùi thủ lên nhẹ nhàng đâm về phía hạc phong dương cô trùng chùi thủ đột nhiên bộc phát khí tức cổ tiên mãnh liệt hoài mắt hạc phong dương hiện lên sự kinh hãi đối phương nắm giữ được tiên cổ sát phạt trong tay ông ta chỉ có một con tiên cổ thác vũ không thể trợ giúp được ông ta trong lúc này con sát chiêu phòng ngự phàm đạo không thể phòng được công phạt của tiên cổ như thế mắt thấy tiên cổ chủi thủ sắp đấm chúng mình trong lòng hạc phong dương dâng lên sự phẫn nộ hoảng sợ mờ mịt không cam lòng đủ loại cảm xúc xui trò lẫn lộn ảnh hưởng rất lớn đối với hành động của ông chẳng lẽ hôm nay ta phải táng mệnh ở đây hạc phong dương không khỏi sinh ra suy nghĩ này nhưng trong thời gian nguy cấp hoang thú hạc cửu cung dưới chân ông ta bỗng nhiên kêu to sau đó nghiêng người cứ như vậy hạc phong dương tránh thoát được còn hạc cửu cung thì ngăn trước mặt cổ tiên ám sát phập phập một tiếng vang nhỏ tiên cổ chùi thủ hung hăng cắm vào ngực hạc cửu cung cái gì ngương mặt vị cổ tiên thứ ba hiện lên sự kinh ngạc lão ta vốn tưởng rằng quấy nhiễu hạc phong dương sẽ có thể ảnh hưởng đến hạc cửu cung dù sao hạc phong dương là cổ tiên nô đạo nô dịch hạc cửu cung ảnh hưởng đến ông ta hạc cửu cung cũng không đáng lao lão ta vận dụng mấy sát chiêu tình đạo quấy nhiễu nghiêm trọng hạc phong dương không nghĩ đến trong vừa phút cuối cùng con hạc cửu cung này lại tự động hộ chủ tiểu cửu hạc phong dương nhìn xuống thấy hạc cửu cung gặp nạn lập tức lệ rơi đầy mặt đau đớn vào lên con hạc cửu cung này là ông ta đích thân chăm sóc chưa từng dùng qua bất cứ biện pháp nô diệt nào khi ông ta còn trẻ lúc ra ngoài làm nhiệm vụ bị người ta truy sát mạng sống như treo trên sợi tóc kết quả ngoài ý muốn gặp phải một con hạc cửu cung đang bị trọng thương sau khi trải qua một loạt chuyện trùng hợp và ngoài ý muốn ông ta và hạc cửu cung đã ủng hộ lẫn nhau thoát ra khỏi khốn cảnh hạc cửu cung sắp chết hạc phong dương mang nó trở lại môn phái dốc hết ra tay những cưỡng kéo lại được một tia khí tức cho hạc cửu cung mấy chục năm sau hạc phong dương xuất sinh nhập tử kiếm được nhiều tiền từng chút từng chút một cứu chữa hạc cửu cung chậm rãi lôi nó về từ cõi chết bởi vậy giữa người và hạc đã thành lập một tình cảm sâu đậm còn thân hơn cả huynh đệ về sau trong một lần biến cố cổ sư ngũ chuyển hạc phong dương làm nhiệm vụ thất bại bản thân bị trọng thương tài nguyên trên người chỉ đủ để cứu một người cứu tiên hạc thì ông ta chết cứu ông ta thì tiên hạc chết không còn sinh cơ tiếp tục hơi tàn Trước sự lựa chọn như vậy, Hạc Phong Dương suy nghĩ ba ngày ba đêm, cuối cùng quyết định hy sinh bản thân để cứu Tiên Hạc. Hành động lần này khiến Thái thượng Tam trưởng lão hổ Ma thượng nhân cảm thán, ra tay tự trợ, cứu Hạc Phong Dương và Hạc Cửu Cung. Về sau, Hạc Phong Dương không phụ lòng chờ mong, thành tựu của Tiên trở thành nhất hệ của hổ Ma thượng nhân. Hạc Cửu Cung phát ra tiếng lao thét thê lương, dáng người khổng lồ khoác một tầng ánh sáng màu xám, bên trong ánh sáng màu sáng, hình thể của nó nhanh chóng thu nhỏ, giống như đảo ngược thời gian từ trưởng thành biến thành một chú hạc con. Đây chính là uy năng tiên cổ. Tiên cổ chủy thủ là một tiên cổ trụ đạo, có thể khiến cho cơ thể mục tiêu trở về trạng thái lúc còn trẻ, rút lui đi. Đừng cô phụ tâm ý của người bằng hữu kia của ngươi. Bên trong tiên khiếu, nội ý hổ ma thượng nhân thở dài nói, tiểu cửu, hạc phong dương ngầm thét, không để ý đến lời khuyên can của hổ ma thượng nhân, quay người nhào đến, vạn áo toàn thân ông tung bay, hóa thành một chiếc áo khoác hạc vũ, hai mắt ông ta mở to, đục ngầu, lông mi thon dài bay múa linh đồng như rồng như rắn vị cổ tiên thần bí thứ ba lộ ra vẻ kinh ngạc vừa nãy hạc phong dương đã có thể bỏ chạy không nghĩ đến ông ta lại quay người đánh tới Tông ta là cổ tiên nô đạo hạc phong dương giơ song trưởng hung hăng đánh ra một lùa ánh sáng màu xanh minh mông vị cổ tiên thần bí hử lạnh một tiếng giơ cao chùi thủy nang nhiên va chạm đồng thời thôi động sắt chiêu tình đạo nhằm ảnh hưởng cảm xúc của hạc phong dương nhưng trong lòng hạc phong dương đang tràn ngập phẫn nộ không hề bị ảnh hưởng oanh tiếng nổ vang lên vị cổ tiên thần bí bay ra ngoài hạc phong dương phun ra một ngụm máu tươi cố gắng tỉnh táo bắt được hạc cửu cung nhỏ bé vào tay tiểu cửu hạc phong dương ôm lấy hạc cửu cung quay đầu bay đi không hề có ý lưu lại hạc cửu cung đã biến thành một chú mỗng trắng được hạc phong dương ôm vào lòng nhẹ nhàng kêu to cổ tiên tình đạo dừng lại phía xa công phu như vậy lão ta đã không thể đuổi kịp hai vị cổ tiên còn lại hủy bỏ chiến trường hồn thú nhanh chóng chạy đến hay rốt cuộc đã để cho ông ta trốn thoát cổ tiên phong đạo tiếc nuối thở dài ông ta rõ ràng là cổ tiên nô đạo nhưng cận chiến cũng không yếu sát chiêu bích lôi vừa nãy khiến cho ta nhớ lại cái gì đó cổ tiên tình đạo nói ồ oh, nếu không phải vì quá vội không kịp triệu tập nhân thủ còn sợ không bắt được ông ta sao chúng ta đuổi theo có lẽ còn cổ tiên độc đạo không cam lòng nói chương 962, tiểu cửu hai đối phương có tiên cổ thác vũ trên trường hồn thú không vây khốn được ông ta chúng ta đi nhanh lên nơi này không nên ở lâu Cổ tiên phong đạo bình tĩnh nói. Không sai, lần mai phục ám sát này bất quá chỉ là hành động lâm thời, tuyệt đối không thể vì nhỏ mà mất lớn bại lộ thân phận, ảnh hưởng đại kế của chủ thượng, chúng ta rút lui. Cổ tiên tỉnh đạo lấy lại tinh thần, quát khẽ. Địa vị của lão ta dường như cao hơn so với hai vị cổ tiên thần bí khác, một câu là có tác dụng, đi thôi. Cổ tiên phong đạo bay lên không trung, rất nhanh thân hình đã biến thành một cái chấm đen, hồ, cổ tiên độc đạo rơi xuống đất, trực tiếp độ thổ, Cổ tiên tình đạo dừng lại một chút, thấy hai người kia đã hoàn toàn rời đi. Thân hình lặng yên biến mất giữa không trung, Giống như chưa từng xuất hiện qua, hạc phong dương một đường bay nhanh, trở lại núi tiên hạc, cũng không ngừng lại, đi thẳng vào phúc địa phục hổ. Hổ ma thượng nhân đang đứng bên cạnh một hồ đá lớn, nhìn vạn thạch nhân đang lao động trong hầm, vãn bối làm việc bất lợi. Phụ lòng nhờ vả của đại nhân, hạc phong dương nhìn thấy hổ ma thượng nhân, cúi người hành lễ, gương mặt có sự hổ thẹn, ngươi bị thương rồi, mau đi trị liệu trước đi hồ ma thượng nhân không khỏi hạc phong dương bất cứ chuyện gì chỉ phất tay một cái lùng nội ý từ bên trong tiên khiếu hạc phong dương bay ra chui vào trong đầu ông ta chỉ trong nháy mắt ông ta đã biết hết mọi chuyện hạc phong dương đã trải qua ánh mắt của ông ta lấp lóe chợt thôi động của nội ý sinh ra một lùng nội ý cỗ nội ý bay thẳng lên trời rời khỏi phúc địa phục hổ trực chỉ đỉnh núi phi hạc khi vào đến bên trong nghị sự đường trên đỉnh núi ba cô ý chí lưu lại bên trong đình lập tức có cảm nhận Ba cổ ý chí này đến từ Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Nhi Trưởng Lão và Tam Trưởng Lão Hồ Ma Thượng Nhân, phụ trách giám sát môn phái, đồng thời xử lý những việc nhỏ mà trưởng môn không tiện xử lý. Còn chuyện lớn cần chỉnh sửa lại, cứ cách một khoảng thời gian lại triệu tập các vị cổ tiên đến tiến hành thương nghị, cỗ nộng ý bay đến, hạ xuống được, hợp làm một thể với ý chí trước đó. Sau đó nói qua chuyện của Hạc Phong Dương, ý chí Đại Trưởng Lão, Nhi Trưởng Lão nghe xong, không khỏi im lặng, nhanh chóng suy nghĩ, cùng lúc đó, thân hình của bọn họ dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được thu nhỏ lại sau khi rút gần một nửa y chi thái thượng nhị trưởng lão nói chuyện phúc địa hồ tiên do hổ ma thượng nhân ngươi tự mình định đoạt đi y chi thái thượng đại trưởng lão nói tiếp chuyện hạc phong dương bị mai phục ám sát còn nghiêm trọng hơn chuyện phúc địa hồ tiên hung thủ ra tay ở đâu nói xong một con cổ trùng từ bên trong bay ra hóa thành quang ảnh một tấm bản đồ ở đây hổ ma thượng nhân chỉ vào một vị trí y chi thái thượng đại trưởng lão gật đầu trầm giọng nói bố trí mà phục ở vị trí này rất tuyệt trước sau không có chỗ dựa vào là nơi có mức độ ẩn nấp lớn nhất xem ra hung thủ hiểu biết rất rõ địa hình trung châu mau tra rõ cho ta từ khi nào có người dám ra tay hạ sát cổ tiên thập đại phái chúng ta chứ y chi thái thượng nhị trưởng lão quát khẽ ta lo là người ở đây hai vị trưởng lão hai người cho rằng bọn họ đến từ đâu nội ý hùng ma thượng nhân hỏi thái thượng đại trưởng lão nhị trưởng lão nước mắt nhìn nhau đều toát và vẻ nặng nề Tam trưởng lão lo lắng những cổ tiên này thật ra là cổ tiên Trung Châu, Thái thượng đại trưởng lão hỏi. Nội ý hùng ma thượng nhân chậm rãi nói: "Không sai. Thập đại cổ phái chúng ta khống chế Trung Châu được bao nhiêu năm rồi? Mấy năm qua, tình thế càng lúc càng khó khăn là bởi vì cái gì? Trung Châu chúng ta khác với bốn vực khác, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đầu, sớm đã cải cách từ thời kỳ Viễn Cổ, thành lập chế độ môn phái, thời đại Viễn Cổ. Môn phái rất thưa thớt, thời kỳ Thượng Cổ, thế lực gia tộc mạnh hơn thế lực môn phái, thời đại Trung Cổ." thế lực môn phái và gia tộc ma sát kịch liệt lẫn nhau sánh vai cùng nhau thời kỳ cận cổ gia tộc yếu thế môn phái hương thịnh cho đến bây giờ môn phái trung châu sang sát gia tộc hầu như không còn chế độ gia tộc chỉ tiền điện tử gia tộc làm cổ sư chế độ môn phái có thể giúp phàm nhân bước chân vào con đường cổ tu trong lịch sử trung châu của chúng ta đây chính là thời điểm tranh đấu giữa hai chế độ trải qua hơn 300 vạn năm chế độ môn phái thay đổi tích lũy và được lợi hơn số lượng cổ tiên trung châu còn nhiều hơn bốn vực còn lại Càng lúc càng nhiều, gần như muốn thoát khỏi người đại phái của chúng ta, thập đại phái cộng lại có bao nhiêu cổ tiên, số lượng cổ tiên Trung Châu gấp mấy lần chúng ta, cổ tiên tiểu phái, cổ tiên ma đạo, cổ tiên táng tung muốn tiếp tục tu hành, nhất định sẽ cần rất nhiều tài nguyên. Xung đột là điều không thể tránh khỏi, bởi vì thập đại phái chúng ta đang nắm giữ tám thành tài nguyên tu hành của Trung Châu. Chẳng lẽ ví dụ quân thiên kiếm trước đó chưa từng có, chỉ là thập đại cổ phái chúng ta âm thầm đè xuống, như những năm qua môn phái mới vẫn tầng tầng lớp lớp, thiên tài, quỷ tài, quái tài bất phàm trong số các phàm nhân không ngừng xuất hiện, vị trí của thập đại cổ phái chúng ta lại có hạn, mặc dù hàng năm đều mời chào những người có thiên tư xuất chúng, nhưng trung châu thật sự quá lớn. Nói đến đây, nội ý hổ ma thượng nhân thở dài một tiếng, hai đại trưởng lão còn lại im lặng, thập đại cổ phái nắm giữ tám thành tài nguyên hiện có của trung châu, như phân phát trên người mỗi người. Mỗi cổ tiên thì có được bao nhiêu chứ? Tu vi cổ tiên càng cao, Kinh doanh phúc địa càng cần nhiều tài nguyên hơn, nhất là thiên tai địa kiếp cũng càng mạnh, mỗi lần độ kiếp, tổn thất rất nhiều, cần phải đầu tư rất lớn để sửa chữa và nâng cao một bước, cổ tiên thập đại cổ phái không thể đem tư nguyên của mình phân trong người khác, trước đây, mặc dù môn phái bên ngoài của thập đại phái không ít nhưng số lượng cổ tiên lại không nhiều, tiên phàm khác nhau, chênh lệch giữa phàm nhân và tiên nhân rất lớn, tuy thế mới có thể trấn áp, nhưng bây giờ, số lượng cổ tiên các phái bên ngoài thập đại phái càng lúc càng nhiều mặc dù chiến lực của đám cổ tiên này chẳng ra sao nhưng cơ số khổng lồ tạo thành dung kích cho thập đại phái quân thiên kiếm phái chính là một ví dụ bên trong môn phái cỡ lớn này có hai cổ tiên phụ thuộc tiên hạc môn bây giờ tăng thêm một vị cổ tiên thứ ba lập tức bắt đầu kế hoạch thoát ly tiên hạc môn ý đồ tự lập nội ý của hồ ma thượng nhân nói tiếp mấy năm qua tình huống của thập đại phái chúng ta không được tốt có thể nói là như dẫm trên tấm băng mỏng chúng ta giống như đang đứng bên cạnh một miệng núi lửa sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nham đạch dưới miệng núi lửa sẽ phun ra tạo thành đặc kích kịch liệt cho thập đại phái chúng ta lời mà tam trưởng lão nói chính là đại cục của trung châu nhưng đại cục như vậy làm cách nào để thay đổi ti chi thái thượng nhị trưởng lão thở dài nội ý của hồ ma thượng nhân lại nói ví dụ quân thiên kiếm phái đang ở trước mắt đám cổ tiên ở phúc địa hồ tiên rất có thể là thế lực bên ngoài nhưng càng có khả năng là liên minh tán tu của bổn châu hôm nay người tập kích hạc phong dương có lẽ cũng là thế lực cổ tiên của bản châu nếu là như vậy thì thật đáng sợ thái thượng nhị trưởng lão gật đầu đúng là như thế thế lực tập kích hạc phong dương rõ ràng không muốn phúc địa hồ tiên nằm trong tay phương nguyên chương 963, trăm kế đầu tiên phương nguyên nhường lợi nếu hạc phong dương bỏ mình tiên hạc môn chúng ta phải giữ danh dự sẽ cưỡng ép tấn công phúc địa hồ tiên mặc dù đây rõ ràng là giá họa nhưng tiên hạc môn chúng ta lại không thể không nuốt quả đắng này tôn nhiên trăm vạn năm của thập đại cổ phái không được mạo phạm nếu ngay cả cổ tiên nhà mình bị giết chết mà không thể báo thù danh dự mất hết thì không nói quan trọng hơn lòng người sẽ dao động ai cũng muốn mạo phạm tiên hạc môn lửa tiên hạc môn đang ở tứ phía lại không thể nắm giữ tài nguyên và địa vực rộng lớn như vậy đến lúc đó tiên hạc môn sẽ càng giật gấu vá vai lại càng mệt mỏi sẽ càng dẫn đám sói tham lam đến nhiều hơn đây chính là một vòng tuần hoàn ác tính một khi rơi vào trong sẽ rất khó mà thoát thân tam đại thái thượng trưởng lão của tiên hạc môn đều có kinh nghiệm phong phú đã sớm suy tính ra được tiền cảnh đáng sợ này không chỉ bọn họ chín đại cổ phái trung châu còn lại không ai mà không biết chuyện chứ. Tực lùng trung châu bành trướng, tài nguyên có hạn, giống như một thùng thuốc nổ càng lúc càng lớn, mà thập đại cổ phái lại ăn vị bên trên thùng thuốc nổ, chỉ cần không chú ý một chút, nó sẽ phát nổ, dẫn đến thịt nát xương tan. Hổ ma, hôm nay ngươi mở đề tài này để nói chuyện của mình, tất có lý do. Không ngại thì nói thẳng ra đi. Thái thượng đại trưởng lão nói, nội ý hổ ma cười ha hả quyết ý của ta chính là đồng ý với điều kiện của phương nguyên, thừa nhận phúc địa hồ tiên phụ thuộc chúng ta đồng thời tra võ thân phận của tiên tập sát hạc phong dương một khi biết rõ đám tán tu nào liên hợp chúng ta bắt tay với chính phái còn lại tiến hành kế hoạch đầu tiên trên phạm vi lớn đầu tiên y chi thái thượng nhị trưởng lão nghe xong ánh mắt hiện lên ánh sáng phấn chấn y chi thái thượng đại trưởng lão nhắm mắt chậm rãi nói hồ ma ta không dối gạt ngươi đề nghị này của ngươi đã sớm xuất hiện từ rất nhiều năm trước do nhóm người cổ tiên thật lỗi đưa qua bọn họ thậm chí còn gửi thư lên thiên đình Tiêu Cầu Thiên Đình ra mặt, tổ chức thập đại cổ phái áp dụng đại kế này, tiên hầu vương đó sao, không sai. Mặc dù thập đại cổ phái chúng ta đã từng có biến động thay tên trong lịch sử, nhưng căn nguyên đều là chính thống, sự biến động thay phiên đều có mối liên hệ thiên ti vạn lũ với Thiên Đình, mười phái liên hợp đầu tiên. Việc này rất lớn, liên quan đến rất nhiều lợi ích mấu chốt, cũng chỉ có Thiên Đình ra mặt mới có thể phục chúng, dẫn dắt chúng ta đi đến thắng lợi. Nội ý Hồng Ma tán đồng, nhưng Thiên Đình lại từ chối đề nghị này. Đồng thời còn cảnh cáo thập đại cổ phái chúng ta, không cho phép nhắm vào các phái còn lại học tán tu, không được tùy tiện đồ sát bọn họ, người nào vi phạm, nhất định sẽ bị nghiêm trị, Y Chi Thái thượng đại trưởng lão nói. Cái gì? Nội ý hồ ma kêu lên, tại sao vấn đề này ta lại không biết? Thái thượng nhị trưởng lão cũng lẩm bẩm. Thái thượng đại trưởng lão thở dài một tiếng, mắt nhìn trời cao, ý thiên đình chính là thiên ý, thiên ý thì không thể trái, thiên ý không bao giờ lường được. Hạ Phong Dương một lần nữa đế phúc địa hồ tiên. Phương Nguyên và Thương Úc Tiên Tử đang bước lên núi đã hồn quan sát cổ can đả. Thái Bạch Vân Sinh đứng từ xa nhìn chằm chằm Thương Úc Tiên Tử. Con nị lam điện ảnh đang bị tám hoang thú vây quanh. Cứ cách một khoảng thời gian lại có một con hoang thú tiến lên công sát, tác dụng sai lân chiến. Hạc Huynh đến hơi muộn rồi. Phương Nguyên nhìn thấy Hạc Phong Dương, giọng điệu nhàn nhạt. Hạc Phong Dương liếc mắt nhìn Thương Úc Tiên Tử, thấy nàng gật đầu, ám chỉ bản thân không bị tổn thương, lập tức quay sang nói với Phương Nguyên: Phái ta đã đồng ý thừa nhận quý phương phụ thuộc thời gian phụ thuộc là vô thời hạn, tùy thời có thể thoát ly, đồng thời thành lập giao dịch cổ can đảm. Giá tiền cụ thể là 120 cổ can đảm là một khối tiên nguyên thạch. Đây là tiên cổ lời hứa lục truyền, tiên cổ lời hứa cũng là cổ trùng tín đạo, có tác dụng cùng loại với cổ sơn minh, cổ hải thệ lúc này. Hạc Phong Dương thôi động tiên cổ phát ra lời hứa. Đến phiên Phương Nguyên, hắn tiếp nhận tiên cổ, kiểm tra thấy không có gì bất ổn, lập tức tiêu hao tiên nguyên thanh để thực hiện lời hứa. Lời hứa giống như một luồng ánh sáng hoàng kim, hai bên trao đổi, hợp tác với nhau thương úc tiên tử rốt cuộc thở phào một tiếng việc giao dịch đã xong nàng xem như an toàn phương nguyên cũng thở phào một hơi cục diện mà hắn khổ tâm ngư đồ cuối cùng cũng đã đạt thành sống chết với tiên hạc môn tuyệt đối không ổn tiên hạc môn gia đại nghiệp đại nếu làm đối phương bực bội phúc địa hồ tiên nhất định sẽ không mánh nổi kinh tế của phương nguyên cũng khó mà chờ chống cuộc chiến cấp bậc cổ tiên nhưng một câu nói tiếp theo của hạc phong dương khiến tâm của hắn nhấc lên trên đường ta trở về bị ba vị cổ tiên mai phục muốn giết chết mạng sống gần như ngàn cân treo sợi tóc đối phương rõ ràng muốn giá họa quý phương bây giờ phái của ta đang điều tra không biết quý phương đã đắc tội với thế lực nào cái gì ở trung châu lại có cổ tiên dám can đảm tập sát cổ tiên thập đại cổ phái phương nguyên cũng không che giấu được sự kinh ngạc hắn nhớ rõ tình huống như vậy sau khi loạn chiến nam vực kéo dài một khoảng thời gian mới có thể phát sinh khi đó nam vực phóng hỏa khắp nơi dân chúng lầm than các phương hỗn chiến không ngừng uy nghi của thiên đình cũng chẳng dùng được cổ tiên thập đại phái nhiều lần bị ám toán tập sát có vụ đến từ sự trả thù của bốn vực cũng có cổ tiên tán tu trung châu muốn đục nước béo cỏ tình huống càng lúc càng hỗn loạn phương nguyên thậm chí đã dẫn đầu một đám cổ tiên ma đạo tấn công phúc địa hồ tiên núi thiên thể cuối cùng giết chết phượng kim hoàng chẳng biết tại sao phương nguyên lại nhớ đến hơn một năm trước hắn bị một thế lực thần bí ám toán bên trong bảo hoàng thiên nhưng hắn ngay cả thế lực này gọi là gì cũng không biết cho dù biết hắn cũng không tùy ý để lộ tin tức này với hạc phong dương kế là hắn lắc đầu Ta chiếm cứ phúc địa hồ tiên, chân không bước ra khỏi cửa. Làm sao có thể đắc tội với thế lực khác? Ta chỉ vô ý đắc tội với hạc huynh, nhưng ngẫm lại mà xem, tiên hạc muôn cây to đón gió hơn so với ta nhiều. Có lẽ có thế lực nào đó muốn đối phó quý phương, nhưng lại mượn chỗ của ta để di chuyển ánh mắt thì sao? Hạc phong dương không nhận được tin tức, trong lòng cũng có chút thất vọng, nhưng cũng không thể bức bác phương nguyên được. Tiên hạc môn có cố kỵ của mình, mặc dù phương nguyên là tiên cương. Nhưng thế lực sau lưng hắn đủ để hai bên nói chuyện nga hàng, Hạc Phong Dương và Thương Úc Tiên Tử cũng không ở lại thêm, Phương Nguyên mở cửa chính Phúc Địa Hồ Tiên tiễn cả hai ra ngoài, Phương Nguyên đứng bên trong, nói lời tạm biệt cả hai, nhìn thấy cảnh tượng này, cổ tiên chín đại phái còn lại lập tức phát hiện ra, Phúc Địa Hồ Tiên đã xảy ra biến cố, chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lại xuất hiện một tiên cương? Hạc Phong Dương, Thương Úc Tiên Tử hang hái mà đến, đúc đi ra. Biểu hiện lại không tốt, trên ra đã xuất hiện vấn đề chẳng lẽ bọn họ không có tấn công chuyện này không có khả năng cho lắm đám cổ tiên không hiểu ra sao ai nấy đều vội vàng suy đoán thập đại cổ phái có cùng nguồn gốc là bá chủ của trung châu mấy năm gần đây không thiếu minh tranh ám đấu cuộc chiến phúc địa hồ tiên là minh tranh dùng đệ tử các phái đọ sức với nhau kết quả bị phương nguyên thừa dịp đoạt ngang hiện tại là ám đấu không thể nhảy ra đặt câu hỏi để tránh bị mất mặt chương 964 dọa ra tiên cổ tàn phương một đám cổ tiên không biết rốt cuộc phúc địa hồ tiên đã xảy ra chuyện gì đều do dự không đi phương nguyên đóng cửa phúc địa lại hắc lâu lan và lê sơn tiên tử đều tươi cười tiến lên chúc mừng phương nguyên ngươi phải khiến ta lau mắt mà nhìn lần này ngươi hợp tác với tiên hạc môn có thể nói là không đánh mà thắng quả thật là thắng lớn lê dân tiên tử tán thưởng không thôi đây là thắng lợi được ưa thích nhất của cổ tiên từ trước đến nay không cần chiến đấu không cần đầu tư quá lớn nhưng lại có được lợi ích phong phú tiền bối nói vậy là không đúng Phương Nguyên cao giọng cười, không phải ta hợp tác với tiên hạc môn, mà là chúng ta hợp tác với tiên hạc môn, nên biết rằng, muốn luyện thành cổ khí năng nhất định phải cần tiên cổ khí lực của Hắc Lâu Lan thôi phát khí lực, liên quan đến lợi ích cổ can đả, người bốn thành, bên tay sáu thành. Lê Sơn Tiên tưởng lê xong, ý cười trong mắt không khỏi đậm hơn, chỉ cần không móc, ai cũng có thể nhìn ra được tiền cảnh rộng lớn của việc mua bán cổ can đả. Nàng đương nhiên biết, hành động lần này của Phương Nguyên chính là muốn buộc chặt liên minh giữa hai bên. Của cả hai người vào núi đã hồn, sau này phúc địa hồ tiên bị tấn công hai người chính là lực lượng phòng thủ chính như lợi lớn trước mắt lê sơn tiên tử không thể không động tâm hắc lâu lan nhìn phương nguyên thật sâu không nghĩ đến phương nguyên ngươi lại có chiêu này có thể nghĩ ra cổ khí năng muốn luyện cổ khí năng phải cần cổ khí lực lục chuyển mới được con cổ mới này đúng là khá kỳ lạ ở trong đó đương nhiên là có công lao của cổ trí tiện sau khi phương nguyên có được cổ trí tiện hắn vẫn luôn suy nghĩ có thể dựa vào linh cảm vô hạn mà khai thác cổ can đảm hay không thành công lần này cũng là do hắn ngoài ý muốn biết được hắc lâu lan đang nắm giữ tiên cổ khí lực từ miệng thái bạch phân sinh chỉ có dùng sức mạnh cấp tiên mới có thể bao phủ cổ can đảm để nó rời khỏi núi Đãng hồn mà không bị tổn hao gì phương nguyên chuyển sang chủ đề khác muốn thúc đẩy cổ can đảm sinh trưởng phải cần rất nhiều hồn phách điều này phải làm phiền hai vị rồi bác nguyên rất hiếu chiến chiến loạn tấp nập đàn thú bộ tộc di chuyển rất nhiều hồn phách là thứ không bao giờ thiếu chúng ta trở về sẽ xử lý cái này hắc lâu lan làm việc nhanh gọn Nàng thăng tiên thành công, nhu cầu đối với tài nguyên cũng càng lớn, nhất là tiên nguyên thạch, nàng cũng không thể cứ ỷ lại vào Lê Sơn Tiên Tử được, dựa vào người khác không phải là phong cách của Hắc Lâu Lan, Lê Sơn Tiên Tử cũng gật đầu tán đồng, không sai, núi Đãng Hồn cũng không có quá nhiều yêu cầu đối với hồn phách, chúng ta có thể thu mua từ các thế lực cương minh của Bắc Nguyên. So với mình tự ra tay thì đắt hơn, nhưng vẫn có thể tiếp nhận được, còn có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức, ha ha ha. Phương Nguyên khoát tay, hai vị khoan đáp, không nên gấp gáp. Trước theo ta đi ép một vị cổ tiên, cổ tiên này đang ở bên trong phúc địa hồ tiên. Ồ, là ai? Thái Bạch Vân xin hỏi, còn có cổ tiên khác trốn bên trong phúc địa à? Chẳng lẽ tiên hạc môn còn có ý khác, cố ý để lại mai phục? Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử liếc nhìn nhau, cũng cảm thấy kinh ngạc. Phương Nguyên mỉm cười thần bí, vị tiên này đang ở dưới mắt các vị, ba người đi theo ta là được. Dưới sự dẫn đường của Phương Nguyên, mọi người bước đến trước mặt Nghị Lam Điện ảnh. Lúc này, Mỹ Lam điện ảnh đang quân đấu với Thiết Quan Ưng trên bầu trời. Thân ảnh màu lam nhỏ nhắn va chạm vào cơ thể khổng lồ của hoang thú Thiết Quan Ưng, "Ngươi đến ta đi." Đánh rất tương xứng, Hắc Lâu Lan càng thêm nghi hoặc, "Ngươi nói cổ tiên, chẳng lẽ là Mỹ Lam điện ảnh?" Phương Nguyên mỉm cười không nói. Ánh mắt Thái Bạch Vân sinh lóe lên tinh mang, được đệ nhắc nhở, tên Mỹ Lam điện ảnh quả nhiên có chút dị thường, không sai. Ánh mắt Lê Sơn tiên tử cũng hiện lên sự cảnh giác, dựa theo đạo lý, Mỹ Lam điện ảnh chính là thiên tai địa kiếp, Mục tiêu hàng đầu chính là công kích chủ nhân Phúc Địa Hồ Tiên, cũng chính là Phương Nguyên người. Nhưng khi nó công kích những con hoang thú này, một chút cũng không thấy dấu hiệu công sát. Hắc Lâu Lan tiếp lời, khó trách ta luôn cảm thấy kỳ quái, trước đó, khi hoang thú mai phục xuất hiện, con Mị Lam Điện Ảnh cũng bị kinh sợ, ngừng gầm thét. Hàn Quân lặng lẽ hơn, chỉ sợ lai lịch của con Mị Lam Điện Ảnh khá bất chính, ha, Phương Nguyên cười sang sảng, nhân tiện nói. Trước đó Mị Lam Điện Ảnh đã bị ta trục khỏi Phúc Địa lập tức bị một vị cổ tiên lôi đạo bắt giữ về sau đã luyện thành một sát chiêu phân thân sau đó tiên hạc môn tấn công phúc địa vị cổ tiên này thừa cơ thả mị lam điện ảnh ra mục đích đơn giản chỉ là đục nước béo cò nếu tiên hạc môn thất bại vị cổ tiên này có thể đại diện cho thế lực đứng sau nhảy ra trước không biết phân tích của ta có đúng không hung lôi ác nhân của vạn long ổ tại sao ngươi biết ta chính là hung lôi ác nhân nghị lam điện ảnh không giả bộ được nữa bỏ qua thiết quan ưng bay đến trước mặt phương nguyên thiết quan ưng đuổi theo phương nguyên vung tay lên con chim ưng kêu rên một tiếng rồi dương cánh bay xa vạn long ổ hung lôi ác nhân hắc lâu lan và lê sơn tiên tử liếc nhìn nhau bọn họ đều biết vạn long ổ và tiên hạc môn đều là một trong thập đại cổ phái trung châu như hung lôi ác nhân là thần thánh phương nào bọn họ lại không rõ lắm chỉ có tinh mang trong mắt thái bạch vân sinh lóe lên sau khi đến phúc bịa hồ tiên ông được phương nguyên giới thiệu đồng thời cũng tự thu thập biết được rất nhiều tin tức về cổ tiên trung châu hung lôi ác nhân chính là cổ tiên lục chuyển đã vượt qua hai lần thiên kiếp có chiến tích đánh hỏa của tiên thất truyền, mấy năm trước đã tiến hành bế quan. Những năm qua cũng không xuất hiện tại Trung Châu, Thái Bạch Vân Sinh nói. Chiến hỏa của tiên thất truyền, mắt Lê Sơn tiên tử sáng lên, hắc lâu lan tâm cao khí ngạo, chỉ hư lạnh một tiếng, Mị Lam điện ảnh liếc nhìn mọi người, cuối cùng khóa chặt ánh mắt lên người Phương Nguyên. Các ngươi rốt cuộc là ai? Sát chiêu tiên đạo này là do ta bế quan nhiều năm, vất vả cực khổ mới tăng lên được thành quả chiến lực, một năng trước, Ta biết trên núi Thiên thây có một con Mị Lam Điện ảnh cứ quần mãi không đi, vì thế ta đã âm trầm ra tay bắt Mị Lam Điện ảnh về. Mấy tháng trước, sát chưa tiên đạo của ta mới được xem là chân chính hoàn thiện, khi đó ta mới biến Mị Lam Điện ảnh cho bản thân sử dụng. Bí mật này ta chỉ nói với một số người mà thôi. Các người có thể nắm giữ tin tức cạn kẽ như vậy. Nói, các người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phương Nguyên hừ lạnh, ngước khí bất thiện, hung lôi ác nhân. Ngươi tiếng xấu bên ngoài, nhưng chúng ta chẳng sợ ngươi ngươi luyện mị lam điện ảnh thành vân thân của mình nhất định đã bỏ ra cái giá không nhỏ tâm trạng của ta không được tốt ngươi phải cẩn thận một chút nếu không dưới cơn nóng giận ta giết chết con mị lam điện ảnh này của ngươi ngươi có thể làm gì được ta mị lam điện ảnh lập tức giận dữ hét lớn một tiếng ngươi dám ta chính là cổ tiên vạ long ổ đừng tưởng rằng các ngươi có thể can dỡ chiếm cứ phúc địa hồ tiên chỉ là tạm thời một khi thân phận các người bại lộ đó chính là lúc thập đại cổ phái chúng ta thu thập đám tán tu ma tu các ngươi có đúng không âm mang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên. Ngươi cũng đã nhìn thấy hết giao dịch trước đó, chúng ta đã là thế lực phụ thuộc tiên hạc môn. Cũng đã hạ lời hứa. Chương 965, dạ ra tiên cổ tàn phương hai cho dù vạn long ổ nguyễn động ta, cũng phải bước qua tiên hạc môn trước. Đúng rồi, người công kích hạc phong dương của tiên hạc môn không phải vạn long ổ của ngươi chứ. Buồn cười, thập đại cổ phái chúng ta đồng khí tương liên, cho dù có ám đấu minh tranh, cũng không có ma tính như đám tán tu các người. Mỹ lam điện ảnh giận dữ nói phương nguyên chỉ cười ánh mắt nhìn hắc lâu lan hắc lâu lan là hạng người kiêu hùng lập tức phối hợp giả bộ như bừng tỉnh phương nguyên ngươi suy nghĩ rất có lý phúc địa hồ tiên núi đã hồn cổ can đảm có lợi ích đến cỡ nào ám sát hạc phong dương sẽ khiến tiên hạc muôn cường công chúng ta đến lúc đó lưỡng bại câu thương vạn long ổ có thể thừa dịp này mà cháy nhà hôi của ngươi đánh rắm đánh rắng, lão tử làm sao có thể là một tên tiểu nhân như vậy mỹ lam điện ảnh nổ khí trùng thiên liên tục cào thét hắc lâu lan cười âm hiểm nhưng thời cơ mà ngươi xuất hiện quá trùng hợp hạc phong dương tấn công phúc địa hồ tiên sự việc phát sinh bên trong bên ngoài làm sao biết vì sao hạc phong dương vừa ra khỏi phúc địa hồ tiên lập tức bị người ta ám sát nhất định là có ngươi làm tai mắt thông qua thủ đoạn nào đó thông báo cho bản thể rồi từ bản thể thao túng và mai phục hắc lâu lan phát huy trọn vẹn tư tưởng âm u của mình nói đến mỹ lam điện ảnh phải ngây người nhưng chợt ông ta kịp phản ứng thay qua hóa giận phản bác lại phúc địa hồ tiên là thiên địa tự thành trừ phi ta có sát chiêu tiên đạo mới có thể câu thông bản thể bên ngoài nếu ta dùng sát chiêu tiên đạo ba động mãnh liệt như vậy tại sao các ngươi lại không phát sát chứ nhưng đã từng có một khắc phúc địa hồ tiên mở cửa cứ như vậy sẽ trở thành một thể với bên ngoài có thể ngươi nhân dịp đó trao đổi với bản thể hắc lâu lan lập tức lên tiếng sớ đi đánh giám lão tử quang minh chính đại là loại ngươi đó sao không đúng ta thiếu chút nữa bị ngươi làm choáng hạc phong dương bị ám toán mai phục có liên quan gì đến mật báo của Mỹ Lam Điện Ảnh. Cho dù đối phương không biết Phúc Địa Hồ Tiên xảy ra chuyện gì, cũng có thể ám toán Hạc Phong Dương vậy. Giữa hai cái này không tồn tại quan hệ, Mỹ Lam Điện Ảnh giống to, Hắc Lâu Lan Thâm trầm nói. Tồn tại quan hệ hay không? Chúng ta không quan tâm. Chúng ta sẽ đem tin tức này nói cho Tiên Hạc Môn biết, ngươi hãy lo mà giải thích với Tiên Hạc Môn đi. Nói đi, lão tử đi ngay ngồi thẳng, còn sợ lời nói của các ngươi hãm hại sao? Mỹ Lam điện ảnh dáng chống đỡ, Lúc này, Thái Bạch Vân Sinh lên tiếng, ô, ta đang nghĩ, gần đây trong khu vực tiên hạc môn quản lý không phải đang xuất hiện một quân thiên kiếm phái ý đồ muốn độc lập sao. Sớm có nghe đồn, chuyện của quân thiên kiếm phái có một tay của vạn long ổ đứng đầy đằng sau, hát, ta biết, nếu giết hạc phong dương, nhất định sẽ khiến cho tinh lực của tiên hạc môn suy yếu. Sau đó cường công phúc địa của ta, như vậy, quân thiên kiếm phái độc lập càng thêm dễ dàng, quân thiên kiếm phái đầu nhập vạn long ổ, trở thành thế lực phụ thuộc, như vậy bản đồ phía tây bắc của tiên hạc môn sẽ bị vạn long ổ danh chính ngôn thuận cướp đoạt mất đến lúc đó cho dù tiên hạc môn có đánh hạ phúc địa hồ tiên nhất định thực lực đại tổ muốn xử lý chuyện vạn long ổ thì đã muộn hơn nữa còn chưa đủ lực lời nói của thái bạch vân sinh chẳng những khiến cho mỹ lam điện ảnh sừng sốt ngay cả phương nguyên cũng phải vé mắt tuy thái bạch vân sinh là người hiền lành trời sinh tính tình đôn hậu nhưng rốt cuộc cũng là tuổi già thành tinh lời này giống như bổ đao thấy máu các ngay chỗ yếu của hung lôi ác nhân Mỹ Lam điện ảnh rốt cuộc cũng im lặng, sau mười hô hấp, ông ta mới lên tiếng, ngày nó, đám tiểu nhân âm hiểm các ngươi, chết cũng có thể bị các ngươi nói thành sống, trắng cũng có thể bị các ngươi nói thành đen. Nói đi, muốn thế nào thì mới thả vân thân điện ảnh của ta đi. Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh đều không lên tiếng, nhìn Phương Nguyên, Phương Nguyên cười nhạt, công phu sư tử ngoạn, hung lôi ác nhân. Ngươi có thể biến Mỹ Lam điện ảnh thành vân thân của mình, ta cảm thấy rất hứng thú, ngươi không ngại dạy cho ta chứ đánh rắm đây là át chủ bài mà lão tử vất vả bế quan 4 năm mới tìm hiểu ra được ngươi chỉ nói một câu nhẹ nhàng là có thể cướp thành quả của lão tử ngươi nằm mơ đi cho dù hủy đi phân thân này ta cũng sẽ không để ngươi được như ý muốn mỹ lam điện ảnh quả quyết cự tuyệt nhưng phương nguyên có trí nhớ của kiếp trước biết được danh giới cuối cùng của hung lôi ác nhân hắn cười chậm rãi nói hung lôi ác nhân sát chiêu tiên đạo này của ngươi khả năng thành công nhất định không cao mỹ lam điện ảnh là chiến lực lục chuyển bỏ đi như vậy ngươi không cảm thấy đau lòng sao? Như vậy đi, ta nhường một bước, ta không muốn sát chiêu tiên đạo của ngươi. Chỉ cần tàn phương huyết thần tử trong tay ngươi là được. Sắc mặt Mị Lam điện ảnh đột nhiên trùng xuống, tại sao ngươi biết trong tay ta đang có tàn phương huyết thần tử? Cổ tiên biết bí mật này, trong vạn long ổ cũng chỉ có mấy người, hồ, thiên hạ này có bức tường nào mà gió không lọt qua được chứ? Cho dù người biết ít hơn nữa, chẳng lẽ ta không có cổ trùng có thể thăm gió suy tính sao? Phương Nguyên tỏ ra vẻ thâm bất khả chắc, tốt cực kỳ ta đối với thân phận chân chính của các người càng thêm hứng thú lần này lão tử nhận thua mỹ lam điện ảnh cắn răng nghiến lợi đồng ý chúng ta cứ thông qua giao dịch ở bảo hoàng thiên phương nguyên nói không được giao dịch ở bảo hoàng thiên sẽ làm lộ phân thân mỹ lam điện ảnh của ta dẫn đến sát chiêu tiên đạo của ta sẽ sớm bị bại lộ mỹ lam điện ảnh bác bỏ phương nguyên cười lạnh hung lôi ác nhân ngươi đừng cho rằng ta không biết lần này ngươi rất quan chính là muốn hành tàu thiên hạ bắt chước kiếm tiên bạc thanh nam nó khiêu chiến cao thủ các phương, thử kiếm thiên hạ, mục tiêu thứ nhất chắc chắn là Phong Tiên Liêu mau Ngươi biết thật sự không ít, giọng điệu Mỹ Lam điện ảnh trở nên lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại càng thêm chấn động, đối phương nắm giữ tình báo thật sự quá kỳ càng, khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng bị động. Phương Nguyên bảo địa linh tiểu hồ tiên ra tay, mở cổ thông thiên câu thông bảo hoàng thiên, trước liên hệ với bản thể của hung lôi ác nhân, sau khi hai bên cân đối, Phương Nguyên lập tức đi phân thân Mỹ Lam điện ảnh vào làm thành món hàng, lập tức bảo quang trùng thiên, hấp dẫn vô số thần niệm bao quanh hung lôi ác nhân tranh thủ lấy ra tàn phương tiên cổ huyết thần tử lập tức dẫn đến tiếng kinh hô của không biết bao nhiêu người tiểu tử thúy mau giao diệt đi thần niệm hung lôi ác nhân giống to hung lôi ác nhân ngươi đúng là không chính thống gì cả ngươi nắm giữ tàn phương huyết thần tử lại có độ hoàn thiện đến bảy thành ngươi tử ta vô chi. thế mà lại ném ra tàn phương có độ hoàn thiện bốn thành phương nguyên đáp lại hung lôi ác nhân giật mình làm sao ta có được tàn phương huyết thần tử bảy thành chứ dù sao ta cũng không vội thời gian bị lam điện ảnh bại lầu càng lâu ngươi biết được sẽ càng nhiều phương nguyên khoan thai đáp hung lôi ác nhân tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết tiểu tử đừng tưởng rằng đằng sau có cổ tiên trí đạo làm chỗ dựa suy tính ra được một số việc thì có thể phách lối ta sẽ nhớ ký ngươi ngươi chờ đó cho ta nói xong tông ta ném ra tàn phương huyết thần tử bảy thành chương 966, món lãi kích dù thế mà lại xuất hiện được tàn phương tiên cổ có độ hoàn thiện cao như vậy từ khi nào địa tai Mỹ Lam điện ảnh lại có thể được đen ra làm giao dịch như thế. Đám cổ tiên chú ý đến vụ giao dịch này đều cảm thấy kinh ngạc, lần này Phương Nguyên không làm khó hung lôi ác nhân nữa, hoàn thành vụ mua bán giữa hai bên, dưới cái nhìn chăm chú của đám người hắc lâu lan, Phương Nguyên thu hồi tàn phương tiên cổ, trong lòng cảm khái, vật mà kiếp trước vất vả mưu tính cũng không chiếm được, nghĩ không ra kiếp này lại có thể lấy vào tay, tàn phương tiên cổ bày thành huyết thần tử kết hợp với tích lũy kiếp trước, nhờ sức mạnh của cổ trí tuệ, hẳn có thể sáng tạo ra được cổ phư tiên cổ huyết thần tử hoàn thiện lại nghĩ đến hung lôi ác nhân người này tính tình nóng nảy hung ác kiếp trước thành tựu cổ tiên thất chuyển chiến lực hùng hậu vô cùng khi năm vực loạn chiến ông ta dựa vào sát chiêu tiên đạo lôi thần tử cùng với mỹ lam điện ảnh chiến lực tăng lên bát chuyển sau khi phượng cửu ca chết vì tranh đoạt bảo tọa đệ nhất chiến lực thất chuyển ông ta đã đại chiến ba ngày ba đêm với tiên hầu vương thạch lỗi cuối cùng thất bại thứ mà phương nguyên muốn luyện đầu tiên ở kiếp trước chính là tiên cổ huyết thần tử đã từng nghĩ đến chuyện ngư đoạt tàn phương tiên cổ trong tay hung lôi ác nhân kết quả tính toán thất bại bị ông ta đánh trọng thương mà bỏ chạy lại không nghĩ đến kiếp này với phương thức như vậy hắn đã lấy được vật mà hắn muốn của kiếp trước trung châu ba ngày sau khi thành công lừa gạt hung lôi ác nhân tiên hạc môn đã tuyên bố ra ngoài thừa nhận phương nguyên là chủ phúc địa hồ tiên phúc địa hồ tiên là thế lực phụ thuộc của tiên hạc môn đồng thời có thể thoát ly bất cứ lúc nào tin tức kinh người này giống như hòn đá ném vào mặt hồ lập tức khuấy lên bọt nước nhất thời cổ tiên trung châu vì thế mà choáng váng lúc trước tiên hạc môn công khai tuyên bố phương nguyên là phản đồ môn phái chuẩn bị trinh phạt chuyện này rất thường phát sinh ở trung châu rất nhiều cổ sư nhận được kỳ ngộ không muốn chia lợi ích cho môn phái hoặc được các phái khác mời chào lập tức đưa ra lựa chọn phản bội môn phái lực ngưng tụ của chế độ môn phái còn yếu hơn một bậc so với chế độ gia tộc luôn có sự đoàn kết về huyết mạch bên trong một phái lực ngưng tụ mạnh nhất thuộc về thập đại cổ phái nhưng bên trong cổ phái xuất hiện phản đồ không phải là chưa từng có lúc trước cổ nguyệt nhất đại đoạt được một đạo chân truyền huyết đạo sau đó làm phản tiên hạc môn đến nam cương mai danh ẩn tích mấy năm gần đây đệ tử tông tử tinh của vạn long ổ cũng làm phản hắn ta dần dần trưởng thành trong chiến đấu bây giờ đã thành tựu cổ tiên thất truyền danh xưng huyết long là cao thủ ma đạo đại danh đỉnh đỉnh trung châu vì thế một vị cổ sư ngũ truyền phương nguyên làm phản tiên hạc môn có thể được xem là một tin tức không lớn không nhỏ nhưng bây giờ tiên hạc môn gióng chống khu chiêng chi phạt phương nguyên vượt qua sự tưởng tượng của người bình thường lại nhận được một kết quả như vậy nhất thời không biết có bao nhiêu người vốn cho rằng phương nguyên tự tìm đường chết nghe được tin tức này không khỏi mở rộng tầm mắt chợt càng nhiều tin tức từ tiên hạc môn từ hung lôi ác nhân về phương nguyên truyền ra núi đáng hồn trong truyền thuyết thực lực phúc địa hồ tiên khổng lồ thế lực thần bí cuột khởi sát chiêu tiên đạo của hung lôi ác nhân đều trở thành điểm sáng thu hút ánh mắt của mọi người bên trong tất cả làm người ta chú ý nhất chính là việc buôn bán cổ can nạc cổ can đảm có thể rời khỏi núi đã hồn để tiến hành mua bán lợi ích to lớn bên trong khiến thế lực khắp nơi phải động tâm các cổ tiên rốt cuộc đã hiểu ra vì sao tiên hạc môn lại tuyên bố như thế thì ra là lợi lớn trước mắt vì cổ can đảm. bỏ qua chút hư danh tính là gì chứ muốn hồ phương nguyên thừa nhận hắn phụ thuộc tiên hạc môn cũng xem như chiếu cố mặt mũi của cổ phái này cổ tiên chín đại phái còn lại vừa mắng to tiên hạc môn vô sỉ vừa cùng nhau bàn bạc về phúc địa hồ tiên Phương Nguyên còn chưa chính thức mua bán cổ can đảm đã nhận được một đống cổ trùng tín đạo, đồng thời còn liên miên không rút. Mặc kệ thế lực lớn nhỏ như thế nào, Phương Nguyên đều nhất nhất hồi âm, trước làm quen cái đã, hắn xem đây là thời cơ, hắn rốt cuộc đã leo lên sân khấu Trung Châu. Lấy tư cách tiên cưa, chủ phúc địa hồ tiên tiến vào trong mắt từng cổ tiên, từng thế lực lớn nhỏ, vài ngày sau. Hắc Lâu Lan mang theo đợt hồn phách đầu tiên đến, chừng mấy chục vạn. Đương nhiên, đa phần là hồn phách dã thú, Phương Nguyên đưa hết lên núi đã hùng địa linh hồ tiên đã mở ra toàn bộ uy năng của ngọn núi những hồn phách này bị chấn thành mảnh vỡ rất nhiều tinh túi hồn phách vẩy vào mặt ngoài núi đã hồn dần dần ngưng tụ thành cổ can đảm à. để cổ can đảm sinh trưởng phương nguyên bắt đầu khô trương gióng chống chuẩn bị một phương diện khác hắn ra lệnh cho đám người lông trong tay bắt đầu luyện một số cổ trùng liên tục 7 ngày 7 đêm khô trương giống trống luyện chế ra rất nhiều cổ trùng sau đó hắn lại ra lệnh cho thạch nhân xuất động nhân lực xây dựng thạch tổ nửa tháng sau một đống hồn phách đã không còn xuất lại chút nào sinh ra rất nhiều cổ can đảm trên núi đã hồn hắc lâu lan mang tiếp đợt hồn phách thứ hai đến phúc địa hồ tiên phương nguyên dẫn nàng đến thạch tổ gần núi đã hồn hắc lâu lan đứng gần mét thạch tổ nhìn con quái vật khổng lồ bên dưới cảm thấy cái giá mà phương nguyên bỏ ra hơi lớn tòa thạch tổ chiếm diện tích đến mấy trăm mẫu đào sâu hơn trăm trượng dưới mặt đất bên ngoài thạch tổ có một cái lỗ tròn giống hố trời đào thẳng xuống dưới bán kính đến một dặm sâu ít nhất ba dặm giống như một ly nước chính giữa hố trời sừng sững một cây cột đá thô to. Bán kính cột đá khoảng 105 trượng, chiều dài hơn nửa dặm, bởi vậy cột đá và hố trời cũng không giáp giới nhau, hai bên cách nhau đến 4 năm chục trượng, vẫn còn để lại một khoảng không gian. Cột đá có kết cấu rất phức tạp, bốn phương thông suốt, mặc kệ là cột đá bên ngoài hay là lỗ tròn hố trời, tất cả đều được đào rất nhiều phòng nhỏ. Bên trong một căn phòng có một người lông già cùng rất nhiều công cụ và vật liệu luyện cổ. Lâu Lan tiên tử, mời, Phương Nguyên dẫn Hắc Lâu Lan bay đến đỉnh cột đá đứng ở vị trí chính giữa nhất hắc lâu lan không ngừng vận dụng cổ trùng trinh sát phát hiện mặc kệ cột đá hay là lỗ tròn bao quanh bên ngoài cột đá cứ cách một đoạn lại bố trí rất nhiều cổ trùng nhưng bố trí này khá dường ra khiến hắc lâu Lan nhìn hoa cả mắt phát hiện đám cổ trùng cũng không phải tùy ý bố trí mà tương thông khắp nơi ảnh hưởng lẫn nhau dụng ý sâu xa chẳng lẽ nói khi hắc lâu lan đang chỉ đoán phương nguyên đã lên tiếng tiên tử ta đã chuẩn bị sẵn sàng chờ ngươi thôi động của lực khí ồ xin chỉ giáo tiên tử chỉ cần thôi động tiên cổ khí lực để khí lực tự do phát ra là đủ phương nguyên nói hắc lâu lan trao lời mà đi khí lực bàng bạc rót thành một cổ khí lãng tiêu tán bốn phía khí lực càng thêm nồng động dần dần hình thành sương mù tràn ngập thạch tổ rất nhiều phàm cổ bên trong thạch tổ lần lượt thôi động sáng lên những điểm sáng giống như bầu trời đêm đầy sao dưới sự hợp lực của các cổ trùng khí lực bàng bạc như sương mù sau mấy hơi thở toàn bộ khí lực đã tràn ngập cột đá và hố tròn Chương 967, trả lại tám đại hoang thú một sau 10 hô hấp, khí lực chuyển thành gió lốc, bao vây cột đá. Bắt đầu luyện cổ, Phương Nguyên ra lệnh, đám người lông trong phòng vốn đang chờ xuất phát, lúc này tất cả đều mở mắt, bắt đầu luyện chế cổ trùng, mỗi khi bọn họ cần khí lực làm vật liệu luyện cổ, khí lực đang lưu động bên ngoài gian phòng sẽ tự động rót vào bên trong. Hình ảnh này khiến Hắc Lâu Lan khen không dứt miệng, "Phương Nguyên, thạch tổ của ngươi cấu tạo thật hùng vĩ, lại có thể chứa đựng được mấy ngàn người lông đồng thời luyện cổ." Đúng là một tư tưởng kỳ diệu, Phương Nguyên cười nói, "Ta không nói cho ngươi biết ta cũng là một đại sư luyện cổ sao? Trên thực tế, cái tổ này là phát minh trong thời kỳ loạn chiến năm vực kiếp trước, chiến tranh to nhỏ không ngừng khiến cổ trùng, cổ sư đều bị tổn thất rất nhiều, các thế lực lớn cần bổ sung rất nhiều cổ trùng, dần dần đã nghiên cứu ra thạch tổ có thể dung nạp rất nhiều cổ sư. Cùng nhau ra tay luyện cổ, ta đặt tên cho nó là Thạch tổ Phương Nguyên, là nơi chuyên dùng để luyện chế một lượng lớn phàm cổ, ta luyện cổ khí năng chia thành 10 trình tự." đám người lông trong tầng cao nhất sẽ hoàn thành bước thứ nhất, sau đó đưa bán thành phẩm đến tầng tiếp theo. Tầng tiếp theo sẽ gia công, rồi lại đưa bán thành phẩm đến tầng thứ ba. Cứ như vậy, người lông có sở trường về cái gì thì làm cái nó, không chỉ phòng ngừa cổ phương không bị tiết lộ, hơn nữa còn có thể thuần thục hơn, gia tăng khả năng thành công luyện cổ. Phương Nguyên không chút khách sáo đem phát minh của người đời trước biến thành của mình. Hắc lâu gan nhịn không được tán thưởng một câu, đúng là không còn con đường thứ hai nào có thể luyện chế nhiều phàm cổ như vậy xét theo một trình độ nào nó thậm chí còn giảm xuống tiêu chuẩn của người luyện cổ dù sao bọn họ chỉ cần hoàn thành một trình tự nào đó là được còn phương nguyên ngươi thì không cần phải lặp đi lặp lại nội dung luyện chế dường giả chỉ cần khống chế vật liệu là được cũng có một số cổ phương cần người luyện cổ phải thao luyện không ngừng cũng may cổ khí năng không cần như vậy phương nguyên nói hắc lâu lan gật đầu ta vốn còn đang lo lắng số lượng cổ khí năng quá ít sẽ ảnh hưởng việc buôn bán cổ can đà dù sao mỗi cổ khí năng cũng chỉ có thể cất giữ được một con cổ can à. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy thạch tổ này, ta cũng yên tâm. Ngươi dự định bán cổ can đảm như thế nào? Phương Nguyên đã sớm có kế hoạch, chủ yếu vẫn là bán cho Thập Đại Cổ phái Trung Châu. Ta đã sớm dựng lên cổ động địa với Thập Đại phái, sau này thông qua cổ động địa mà tiến hành giao nhận, còn dư lại một phần nhỏ thì đang bán bên trong Bảo Hoàng Thiên, ngươi không dự định bán cho những môn phái khác ở Trung Châu sao? Không được, hiện tại Trung Châu vẫn do Thập Đại phái làm chủ, thân phận của chúng ta lại mẫn cảm, không cần phải chọc điên bọn họ vào lúc này bây giờ yên bình không dễ chúng ta chỉ cần lẳng lặng kiếm lợi nhận là được hắc lâu lan nghe đến đó lại gật đầu lần này nàng đã hoàn toàn yên tâm thời gian trôi qua rất nhanh bên trong phúc địa hồ tiên lại trôi qua thêm nửa tháng số lượng cổ căn đảm đầu tiên đã được bán ra ngoài trừ đi các chi phí chia bốn thành lợi nhuận cho hắc lâu lan và lê sơn tiên tử phương nguyên thu được 43 khối tiên nguyên thạch một tháng sau được cổ can đảm thứ hai của phúc địa hồ tiên được bán đi số lượng tiên nguyên thạch phương nguyên kiếm được tăng lên 46 viên Đợt thứ ba kiếm được 47 viên, thị trường phản hồi vô cùng tốt, nhu cầu của thập đại cổ phái ngày càng tăng cao, tiêu thụ bên trong bảo hoàng thiên cũng rất nóng nảy, thường một hai ngày sau là không còn hàng, cổ căn đảm rốt cuộc cũng đã từng là bảo vật u hồn ma tôn tôn sùng, hiệu suất tráng hồn cực cao, cao gấp 10 lần phương pháp bình thường, trên thực tế, không chỉ cổ sư hồn đạo cần, nô đạo, luyện đạo cũng cần phải có nội tinh hồn phách, cổ sư thăng tiên. Hồn phách cũng là nhân tố quan trọng, ai lại ngại hồn phách của mình quá mạnh chứ? Phương Nguyên bắt đầu cảm nhận được chỗ tốt của việc lũng đoạn buôn bán, hắn có thể một tay khống chế cục diện thị trường, hắn muốn bán cho ai thì bán, muốn bán bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Nhưng hắn cũng không nâng giá lung tung, bởi vì trá hồn không chỉ có cổ can đảm, giá cả quá cao, ngược lại sẽ thúc người ta sử dụng phương pháp ban đầu. Như vậy, lợi ích của Phương Nguyên sẽ giảm xuống. Sau khi bán ba đợt cổ can đảo, tiên nguyên thạch trong tay Phương Nguyên đã có hơn 100 viên. Hắn bắt đầu mua một lượng lớn người lông, mở thêm nhiều gian phòng bên trong thạch tổ, mở rộng quy mô sản xuất. Ngươi lông càng nhiều, độ thuần thục khi luyện cổ tăng cao, mỗi lần Phương Nguyên bán lượng cổ can đảm đi, thu lợi cũng sẽ tăng lên. Năm tháng sau ở Phúc Địa Hồ Tiên, hắn thu lợi bắt đầu ổn định lại, mỗi một đợt cổ can đảm, hắn có thể kiếm được 48 viên tiên nguyên thạch lợi nhuận, đây quả thật là một món lãi kết xù, đáng sợ hơn chính là cổ can đảm là cổ tiêu hao, dùng xong là không còn, vì thế nhu cầu thị trường có thể nói là vô tận. Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử bắt đầu cảm thấy có vấn đề, bởi vì bọn họ phụ trách thu thập hồn phách. Nhưng bây giờ, số lượng hồn phách lại trở thành điểm hạn chế trong việc buôn bán cổ can đảng, Bắc Nguyên. Phúc địa lăng ra. Rầm rầm rầm, băng thứ thần viên to lớn, mỗi lần bước một bước đều giống như tiếng trống đánh xuống, đến vân các. Nó dừng lại. Bỗng nhiên ngửa cái đầu to, tiếng giống khuấy động phong vân. Truyền đi rất xa, Phương Nguyên và Địa Linh lang ra đứng ở đằng xa, đang trò chuyện, sau khi nghe được âm thanh. Tất cả đều nhìn sang con khỉ nhỏ này địa linh lang ra giơ tay trái vuốt ve tròng dâu, cười ha hả ban đầu phong cấm khí đạo của lão có đến mười mấy tầng bây giờ chỉ còn lại sáu tầng cũng may mà có mặc nhân vương của bác nguyên chất lực tương trợ bởi vậy bây giờ tay trái của địa linh lang gia đã có thể hoạt động tự do chỉ còn lại tay phải là không thể động đậy phương nguyên mỉm cười nhìn vân các chậm rãi dâng lên lộ ra hang động vân thổ mây mù bay lãng đãng dần dần bao phủ băng thứ thần viên băng thứ thần viên chậm rãi bước vào hang động thân hình cao lớn như núi của nó dần dần biến mất trong tầm mắt của phương nguyên cuối cùng vân các chậm rãi hạ xuống phong ấn hang động một lần nữa cổ trùng trong hang động thôi động băng thứ thần viên một lần nữa chìm vào ngủ say tết đó không xa trên vân các cũng diễn ra tình huống tương tự chỉ là vùi sâu trong vân các không chỉ có băng thứ thần viên mà còn có phượng vũ dung nham ngạc kim sa ô chi băng thứ thần viên phượng vũ dung nham ngạc kim sa ô chi thanh long đàng cua vũng bùn đào thái lang thiết quan ưng, hoang thú địa khôi. Tám con hoang thú mà ngươi cho ta mượn, ta đều trả lại một kích hoàn hảo cho ngươi, thật ra, cứ cách một khoảng thời gian thả chúng ra ngoài cũng có chỗ tốt, để chúng ngủ say, mặc dù có thể tiết kiệm lượng thức ăn, nhưng lại ảnh hưởng đến chiến lực của bọn chúng, Phương Nguyên nói. Địa Linh lăng ra liếc mắt, "Tiểu tử Thúy, ngươi tưởng ta nghe không hiểu hàm ý trong lời nói của ngươi sao? Ngươi muốn lần sau ta cho ngươi mượn hoang thú để đánh nhau tiếp à?" Ồ, đám hoang thú này là ta vất vả để dành là lực lượng phòng hộ chủ yếu nhất của phúc địa lang gia lần sau ngươi có ngượng tuyệt không có khả năng mượn hết tám con đâu chương 968, trả lại tám đại hoang thú hai phương nguyên cười lơ đĩnh vươn tay ra được rồi ta đã trả ngươi hoang thú dựa theo hiệp ước ngươi nên trả tiên cổ giang sơn như cũ và nhân như cố cho ta địa linh lang gian nghe xong khi thế đột nhiên rơi xuống ngượng ngùng cười một tiếng cái này phương tiểu tử à không phương lão định hai đại tiên cổ giang sơn như cũ và nhân như cố của ngươi quả nhiên phi phàm ta còn chưa nghiên cứu xong không ngại để thêm thời gian chứ phương nguyên nghiêm mặt nghĩ cũng đừng nghĩ lấy ra phương lão đệ không không phương huynh phương huynh ngươi không thể bất kể nhân tình như thế chứ ngươi nên biết rằng ta bị phong cấm khí đạo thực lực không phát huy được căn bản nghiên cứu không ra manh mối vụ giao dịch này ta xem như ăn thiệt địa linh lăng ra kêu lên làm ăn là chuyện ngươi tình ta nguyện cũng không phải ta bức ngươi ngươi ăn thịt là chuyện của ngươi, bây giờ muốn đổi ý, muộn rồi, mau mang ra đây. Ngươi đừng quên chúng ta đều dùng cổ sơn minh để phát thệ, hơn nữa còn liên quan đến bằng hữu của ngươi là mặc thản tang, nếu ai đổi ý đều phải đền bằng tính mạng của mình, phương nguyên cười lạnh không thôi, địa linh, ngươi nên trả tiên cổ lại đi, mặc thản tang chạy đến, ánh mắt chờ mong nhìn địa linh lang ra, địa linh lang ra nhìn mặc thản tang, cuối cùng không chịu nổi ánh mắt đó, hung hăng rộng chân một cái, vạn phần không muốn ném hai con tiên cổ giang sơn như cũ, nhân như cố cho phương nguyên tiểu tử thúy lần nào cũng để cho ngươi chiếm tiện nghi trả lại cho ngươi đây tên nhóc xảo trá địa linh lang ra không ngừng lẩm bẩm phương nguyên không vui hừ lạnh một tiếng ta tham ta đòi tiện nghi ta đã cho tám con hoang thú của ngươi ăn no nướt bụng thảm đấu nào cũng chẳng phát sinh chỉ có mấy hoạt động làm nóng người ta tiết kiệm chi phí cho ngươi còn chưa tìm ngươi tính sổ đây tính sổ tính sổ gì ta cũng không phải ngươi con tiên cổ một bước lên mây của ngươi sao ta vì nó mà mua rất nhiều thức ăn bỏ ra rất nhiều tiên nguyên thạch, ngươi xem như được lợi rồi, chúng ta cứ tính toán, xem cuối cùng ai bỏ ra nhiều hơn." Địa Linh Lang ra giơ chân, tức giận muốn xì khói. "Ngươi hoang thú đương nhiên là đơn giản hơn nuôi tiên cổ nhiều, giá cả lại càng rẻ hơn, điểm này Phương Nguyên nói không lại Địa Linh Lang ra. Nhưng hắn đang nắm nhược điểm của Địa Linh Lang ra, vì thế không chút yếu thế, cười lạnh, "Địa Linh Lang ra, ngươi có muốn nghiên cứu hai con đại tiên cổ Giang Sơn như cũ và Nhân Như cũ không?" Sắc mặt Địa Linh Lang gia lập tức thay đổi mỉm cười lấy lòng. Nằm mơ cũng muốn, muốn là được rồi. Phương Nguyên vỗ đầu địa linh lang ra, tính toán chi ly thì có ý tứ gì đâu. Ai bảo ngươi không yên tâm với ta. Cứ rắn đòi giữ tiên cổ một bước lên mây của ta làm bảo đảm chứ. Cụt. Địa linh lang ra là tay Phương Nguyên, tiểu tử thúy ngươi chẳng biết lớn nhỏ gì cả. Lão Phu là tiền bối trước 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 của ngươi đấy. Giang, Phương Nguyên trừng mắt, giơ hai con tiên cổ trong tay. Địa linh lang ra lập tức trở mặt, cười ha hả vỗ bắp chân của Phương Nguyên. Phương Nguyên tiểu tử, cũng không còn cách nào lão phu nhìn ngươi thuận mắt chúng ta là bạn vong niên với nhau Mạc thản tăng đứng bên cạnh nhìn thấy cảm thấy hoàn toàn bó tay phương nguyên cất hai con tiên cổ vào tiên khiếu của mình lại lấy ra ba tấm cổ phương năm tháng ở phúc địa hồ tiên phương nguyên cũng đã hoàn thành sáu giao dịch với địa linh lang gia tàn phương tiên cổ không trọn vẹn càng lúc càng nhiều tiêu hao tiền nguyên thanh đề khi suy tính cũng nhiều hơn thời gian trước sau cũng kéo dài bây giờ ba tấm tàn phương tiên cổ mà phương nguyên giao ra đồ hoa thiện cũng chỉ có sáu thành phí của hắn tận hơn nửa tháng mới miễn cưỡng hoàn thành địa linh lang ra tiếp nhận cổ phương tiên cổ nhìn thoáng qua lắc đầu thở dài tiểu tư lão phu không thể không nói ngươi chính là kỳ tài suy tính cổ phương đáng tiếc bây giờ ngươi đã xa đọa thành tiên cường phương nguyên thuận thế hỏi ta cũng đang tìm cách thoát khỏi thân phận tiên cương này ngươi có cách nào hay không phương pháp đương nhiên có một đống lớn nhưng đều là biện pháp cũ không theo kịp thời đại có cái phong hiểm quá cao có cái khả năng rất nhỏ có vật liệu sớm đã tịch tích từ lông còn có biện pháp mà ta không dám tin địa linh lang ra lắc đầu dù sao lão phu cũng là địa linh bình thường cũng không cân nhắc đến vấn đề tiên cương phương huynh có thể đến phân bổ cương minh bắc nguyên cao tầng cương minh hầu như đều là tiên cương bọn họ vẫn luôn nghiên cứu làm cách nào thoát khỏi cơ thể tiên cương hồi phục sinh mệnh mấy năm trước ta đã từng nghe một số phong thanh nói có người bên trong cương minh bắc nguyên đã có đột phá về phương diện này mặc thàn tang đề nghị phương nguyên gật đầu ta cũng đã có dự định này nhưng lại không tiện lộ diện ta phá hủy lầu chân dương hủy diệt phúc địa vương đỉnh. không tiện công khai lộ diện nếu vạn nhất bị suy tính ra thì không xong rồi bây giờ đông phương trường phàm đã chết cổ tiên có thể suy tính ra phương nguyên toàn bộ bắc nguyên chỉ sợ không còn mặc thản tang nói cũng khó đảm bảo có một số lão quái thiên tế hoặc cổ tiên trí đạo đang tiềm ẩn tại một nơi bí mật nào đó phương nguyên lắc đầu thở dài một tiếng lầy tiểu tử không phải ngươi cũng là cổ tiên trí đạo sao ngươi suy tính ra được nhiều cổ phương như vậy tạo nghệ trí đạo đã cực cao ngươi có thể dùng thủ đoạn trí đạo của mình phòng ngừa người khác suy tính ra mình ta nhớ có rất nhiều cổ tiên trí đạo làm như vậy địa linh lang ra nói phương nguyên thầm cười khổ hắn ở đâu ra là cổ tiên trí đạo chứ chẳng qua hắn chỉ mượn uy năng của cổ trí tệ, thật giả lẫn lộn mặt dây giả mạo mà thôi hắn đành phải nói thủ đoạn trí đạo của ta chỉ nghiêng về suy tính cổ phương những phương diện còn lại yếu kém rất nhiều huống chi Ma Hồng Vận và Triệu Liên Vân là hai người còn sống chứng kiến, tự mình trải qua biến cố phúc địa vương đỉnh, với hình thái tướng mạo của ta bây giờ. Có khi đã bị Tần Bách Thắng khảo vấn ra, nói đến Tần Bách Thắng, mắt mặc thản tang không khỏi sáng lên, nhị không được mà khen, người này đúng là một nhân vật, ta vốn tưởng rằng ông ta chỉ có chiến lược xuất chúng, không nghĩ đến mưu trí cũng tuyệt diệu, ông ta bắt Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân. Cướp được hạch tâm tinh túi của chân truyền vận đạo, vốn ông ta đang bị cổ tiên bác nguyên liên thủ tiêu diệt, Kết quả Bắc Nguyên đã trôi qua hơn một tháng, ông ta hợp tung liên hoành, chủ động vứt bỏ lợi ích, thuyết phục Lây Sơn Tiên Tử ra mặt, lợi dụng cổ sơn minh cấu kết chung quanh, kết thành liên minh với một đám tán tu. Thậm chí ngay cả gia luật tang cũng bị ông ta thuyết phục. Một trận đại chiến sắp đến, kết quả bị ông ta trên dưới giày vò, lại có thể hóa giải. Ông ta còn tổ chức một đại hội đấu giá bên trong phúc địa của mình, cố ý đấu giá tiên cổ hạch tâm chân truyền vận đạo, thậm chí ngay cả mã hồng vận và triệu liên vân cũng trở thành mặt hàng bán đấu giá nói xong mặc thản tang bao hàm thâm ý nhìn phương nguyên ông ta biết phương nguyên và lê sơn tiên tử có quan hệ với nhau không cạn lúc trước khi phương nguyên hỏi mượn hoang thú của địa linh lang gia ông cũng có mặt lúc đó địa linh lang gia đã lớn tiếng từ chối thái độ rất kiên quyết bởi vì hoang thú chính là lực lượng phòng ngự chủ yếu nhất của phúc địa lang gia nếu phương nguyên có ác ý cùng một bọn với thế lực đã tấn công phúc địa lang gia trước đó địa linh lang gia sẽ gặp nguy hiểm chương 969, gặp mặt từng quen biết một như ngoài ý liệu Phương Nguyên đã lấy ra cổ Sơn Minh, dùng cổ này để thề, hoàn toàn bỏ đi lo lắng của địa linh lang gia. Về sau lại dùng hai con đại tiên cổ Giang Sơn như cũ, nhưng như cố dẫn dụ địa linh lang gia, lập tức uy hiếp được ông. Nên biết trước đó, địa linh lang gia vì muốn nghiên cứu Giang Sơn như cũ mà không tiếc bỏ ra năm tiên nguyên thạch với Thái Bạch Vân Sinh, địa linh lang gia bị hai con tiên cổ này đả động, lại bị lời nói của Phương Nguyên kích thích, lập tức cho mượn tám con hoang thú ngay. Tân Bách Thắng nói bỏ là có thể bỏ, thủ đoạn vô cùng lợi hại, có thể nói là văn võ song toàn, hoàn toàn khiến người ta phải bội phục. Phương Nguyên phụ họa một câu, sau đó đổi đề tài, hỏi Địa Linh Lang gia: "Bên này của ngươi có manh mối gì về cổ Bạch Liên Cự Tầm không?" Trong tay Phương Nguyên còn cổ tịnh hồn chưa cho ăn, qua thêm một khoảng thời gian, nó càng lúc càng suy yếu. Ngươi cổ tịnh hồn cần có thịt của cổ Bạch Liên Cự Tầm, trước đó Phương Nguyên đã hỏi thăm Địa Linh Lang gia, kết quả trong tay Địa Linh Lang gia không hề có cổ phương Bạch Liên Cự Tầm, thậm chí tàn phương cũng không có, cho nên lần này, Phong Nguyên chỉ hỏi manh mối, không đề cập đến cổ phương. Địa linh lang ra lắc dầu. Tiểu tử, cổ bạch liên cự tầm là do u hồn ma tôn sáng tạo ra. Bản thể lão phu đã trải qua hai thời đại đạo thiên và cử dương, rốt cuộc thọ hết chết già. U hồn ma tôn quật khởi sau cự dư tiên tôn. Lúc đó, địa linh ta đã chân không bước ra khỏi nhà, làm sao mà có được đầu mối chứ? Nhưng ở chỗ của ta có một sát chiêu biến hóa đạo kỳ diệu. Sát chiêu này bắt nguồn từ đạo thiên ma tôn năm đó, khi đạo thiên ma tôn còn trẻ, đã dựa vào bộ cổ trùng này mà che giấu diện mạo tránh né truy sát hiệu quả vô cùng xuất sắc ngươi có được sát chiều này có thể thay đổi khí tức và diện mạo bên ngoài Người trang thân phận cho dù có tính ra thân phận cổ tiên của ngươi hả nói không chừng cũng có thể phủ nhận nói tính sai để lừa vạt cho qua sao đề cập đến đạo thiên ma tôn trong lòng phương nguyên không khỏi sinh ra hứng thú chẳng lẽ là gặp mặt từng quen biết trong truyền thuyết liên quan đến sát chiêu tiên đạo gặp mặt từng quen biết trong truyền thuyết các cổ sư trong lịch sử đã có những ghi chép rất thú vị đạo thiên ma tôn đã dựa vào gặp mặt từng quen biết mà thay đổi đủ loại hình thái diện mạo dùng tu vi lục chuyển lừa gạt một vị cổ tiên bát chuyển là đạo tả nham khiến cho người ta hiểu lầm là bạn chi kỳ vạn xa chấn kết quả Đạo tả nham dẫn sói vào nhà bị đạo thiên ma tôn lợi dụng cơ hội trộm rất nhiều trọng bảo biên trong phúc biện sau khi chuyện xảy ra đạo tả nham tức đến thổ huyết ba lần trong cơn phẫn nộ ông đã tìm đến vạn xa chấn đại chiến 300 hiệp đánh đến thiên băng địa liệt Vạn Sa Trấn cảm thấy khó hiểu, lưu mạng giải thích cũng không thành công, cuối cùng mạo hiểm, không tránh không né để Đặng Tả Nham đánh ba chiêu, sau ba chiêu, Vạn Sa Trấn gần chết, rốt cuộc khiến cho Đặng Tả Nham tin tưởng vào tình hữu nghị giữa hai người bọn họ, Đạo Tả Nham vì hối hận, không tiếc bất cứ giá nào trị liệu thương thế cho Vạn Sa Trấn, sau đó không lâu, ông đã tra ra chân tướng Đạo Thiên Ma Tôn mới là cửu địch, chân thương của Vạn Sa Trấn khó có thể chữa khỏi, Đặng Tả Nham lại đứng trước thiên kiếp địa tai, vì không muốn liên lụy đến bạn của mình vì thế đã âm chồng rời đi lại không nghĩ đến đạo thiên ma tôn tranh thủ thời cơ một lần nữa ngụy cha thành gương mặt của vạn sa chấn nằm trên giường bệnh lơ vật rất nhiều tài nguyên tu hành của đạo tả nhâm sau đó đạo thiên ma tôn đã nghênh ngang rời đi đạo tả nhâm mất một phần lớn nội tình không bao lâu sau thì mất mạng trong đợt thiên kiếp địa tai vạn sa chấn nghe được chi kỳ chết chảm tức giận đến thổ huyết ba lần vô thương thế đang suy yếu rốt cuộc không ngượng dậy nổi mấy ngày sau cũng táng mạng trên giường bệnh đây là chiến tích hiển hách nhất của vập mặt từng quen biết, nó không phải sát chiêu công phạt, nhưng lại gián tiếp hại chết hai vị cổ tiên bát triển. Trong lịch sử, ngoại trừ sự kiện nổi bật này thì còn có rất nhiều sự tích khác, có rất nhiều chuyện đã từng di lại đạo thiên ma tôn đã dựa vào chiêu này. Giả heo ăn thịt hổ hoặc ngụy trang thành cao thủ hãm hại lừa gạt, hoặc biến thành người tuyết đại náo mặc nhân, kết quả dẫn đến người tuyết đại chiến với mặc nhân, địa linh lang ra trường mắt nhìn phương nguyên, lắc đầu liên tục, gặp mặt từng quen biết, ngươi đúng là can đảm nhỉ đó là sát chiêu tiên đạo cổ hạch tâm chính là cổ thái độ trong truyền thuyết cho dù ta có cho ngươi ngươi cũng chẳng dùng được nhưng sát chiêu này của ta đúng là có liên quan rất lớn với sát chiêu gặp mặt từng quen biết có thể nói là tiền thân của nó chỉ là sát chiêu phàm đạo này phù hợp cho ngươi sử dụng ồ tinh mang trong mắt phương nguyên lóe lên điều này đã thành công gợi ra hứng thú của phương nguyên địa linh lang ra cười hắc hắc tiếp tục nói sát chiêu này gọi là lập mặt không quen biết nhưng nếu ngươi muốn lấy nhất định phải giúp ta một chuyện Phương Nguyên sớm biết trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí cả, liền ngật đầu, ngươi cứ nói. Địa Linh Lang gia nói ra kế hoạch của mình, trong thập nhị vân các của ta ban đầu đều có một con hoang thú trấn giữ. Kết quả bị thế lực cổ tiên không biết nhiều lần tấn công, chết mất hai con ngay tại chỗ, một con bị thương nặng khó hồi phục, sau đó bệnh chết. Hiện tại cũng chỉ còn 9 con hoang thú, ngươi hãy giúp ta nô dịch một con hoang thú có chiến lực xuất chúng đến, ta không chỉ dựa theo giá thị trường trả cho ngươi số tiên nguyên thạch tương ứng mà còn đưa sát chiêu gặp mặt không quen biết cho ngươi trong lòng phương nguyên hơi cảm thấy vui thầm nghĩ ta nhiều lần suy tính tiên cổ tàn phương để giao dịch lại dùng cổ sơn minh hóa giải hoài nghi lần này mượn được hoang thú rốt cuộc đã giúp cho quan hệ giữa ta và địa linh lang gia tiến thêm một bước dài nếu là ngày trước địa linh lang gia sẽ không bao giờ nhiều vào phương nguyên chuyện này phương nguyên suy nghĩ một lát sau đó đồng ý hắn lại nhận ba tản phương tiên cổ mới từ địa linh lang gia, sau đó cáo từ rồi trở lại phúc địa hồ tiên sư đệ ngươi trở về rồi à lần này có thuận lợi không thái bạch vân sinh vốn vẫn còn ở lại phúc địa hồ tiên bây giờ tám con hoàng thú đã được trả lại hắc lâu lan và lê sơn tiên tử không còn khả năng ở lại phúc địa hồ tiên nữa khi phương nguyên đến phúc địa lang gia thái bạch vân sinh là chiến lực cổ tiên duy nhất còn ở lại ồ oh, chuyến đi này tương đối thuận lợi phương nguyên nói sau đó trả tiên cổ giác sơn như cũ và nhân như cố cho thái bạch vân sinh bên phía sa ma đa hối thúc ta nhất định phải đến đông hải thái bạch vân sinh tiếp nhận hai con tiên cổ cũng không kiểm tra lại vội vã lên đường phương nguyên cũng không ngăn cả chỉ căn dặn chú ý an toàn chỉ còn lại một mình hắn hắn bắt đầu suy nghĩ con đường sau đó bây giờ đã hóa giải nguy cơ tiên hạc môn tấn công phúc địa hồ tiên cuối cùng ta cũng có thể miễn cưỡng dừng bước dùng thân phận phụ thuộc chen vào trận gian của chính đạo lại có thể dựa vào việc buôn bán cổ can đảm mà mở ra cục diện trung châu Phương nguyên trước kia chỉ là phàm nhân ngay cả tư cách nói chuyện ngang hàng với cổ tiên cũng không có mặc dù đã đạt được phúc địa hồ tiên nhưng giống như đứa trẻ ô nguyên thạch bước vào hang ổ cường đạo đám cường đạo nhìn thấy phương nguyên như thế nào cũng muốn chiếm phúc địa hồ tiên thành của riêng mình chương 970, trăm mặt từng quen biết hai phương nguyên bây giờ đã thành tiên cương cuối cùng cũng có chút tư cách lại hợp tung liên hoành kéo lên lá cờ lớn Tạm thời hù dọa dạ được thế lực các phái như Tiên học môn, sau đó mượn nhiều buôn bán cổ Can Đảm hình thành quan hệ lợi ích, đều bay trước kia đã trưởng thành, nhìn thấy cường đạo lập tức ném ra nguyên thạch, đám cường đạo muốn cướp nguyên thạch. Nhưng Kiên Kỵ chàng thanh niên phản công đánh dãy răng của mình, vì thế mới tiếp nhận số nguyên thạch đó để thỏa mãn khẩu vị của mình một chút, hơn nữa, bản thân đám cường đạo cũng đề phòng, kiên chế lẫn nhau, tinh lực phân tán, chàng thanh niên trong ổ cường đạo vẫn tạm thời an toàn, nhưng Phương Nguyên biết rất rõ, việc buôn bán của Can Đảm càng làm càng lớn lợi ích sẽ càng ngày càng nhiều chắc chắn sẽ dẫn đến thế lực cường đại hơn đến đả kích và cướp đoạt nhất là loạn chiến nam vực các thế lực lớn sẽ không buông tha cho bất kỳ một đồ vật nào có thể gia tăng thực lực bản thân mặc dù chàng thanh niên có thể phân phát một ít nguyên thạch tàng mãn khẩu vị của đám cường đạo nhưng số nguyên thạch trên người hắn càng lúc càng nhiều tất sẽ dẫn đến tranh đoạt một lần nữa cho nên phương nguyên cam nguyện cúi đầu trở thành thế lực phụ thuộc tiên hạc môn trên danh nghĩa cứ như vậy chàng thanh niên đã biến thành tên trộm vặt đám cường đạo không thể tùy ý cướp đoạt phải nói đến quy củ nhưng quy củ này chỉ là ước thúc vô hình thời gian càng lâu lợi ích càng lớn thì lại càng bất lợi mà tên trộm vật đó cũng không mạnh như hắn đã thể hiện bốn vị cổ tiên tám con hoang thú chỉ là ta vay mượn bốn phía binh ước tuyết sơn với hắc lâu lan cũng có thời hạn phúc địa lang gia đang đứng trước cường địch bản thân khó bảo đảm tám con hoang thú không phải lúc nào cũng có thể mượn được mặc dù ta đã bước lui tiên hạc môn thành lập mậu dịch với thập đại cổ phái nhưng tất cả chỉ là ngoài mặt những môn phái kia nhất định sẽ chăm phương nghìn kế điều tra ta từ từng phương diện hiện tại bọn họ không ra tay chỉ là chưa đoán được nội tình đợi đến khi tra ra được nội tình của ta bọn họ sẽ va tay lần nữa trong lòng phương nguyên không ngừng suy nghĩ nếu so sánh phương nguyên đạt được phúc bịa hồ tiên tình thế như mưa to chút nước sống sét đan sen vô cùng ác liệt chỉ có xả thân liều chết mới có hy vọng sống sót sau khi phương nguyên đến bắc nguyên trở thành tiên cương trở lại phúc bịa hồ tiên tình thế như mây đen che trời gió lớn thổi tung tiền đầu vô cùng ảm nạ chỉ có cẩn thận mưu kế tinh toán tỉ mỉ nắm lấy bất cứ cơ hội nào khi đó mới có thể từ trong vũng bùng khó khăn lao ra ngoài hiện tại phương nguyên đánh lui tiên hạc môn bắt đầu buôn bán cổ can đả tình thế giống như của phong tiêu tán mây đen rút đi bớt đánh ra một góc trời xanh tiền đầu đã bắt đầu thấy quang minh nhưng mây đen vẫn bốc lên cuồn cuộn như cũ chỉ cần chủ quan một chút thôi dông tố sẽ đến ngay giống như người thoát khốn vừa mới lao ra khỏi vùng bùn đứng trên mép đầm sâu được sen như miễn cưỡng đứng vững rót chân nhưng chỉ cần lui một bước phương nguyên sẽ một lần nữa rơi vào vũng bùn muốn lao ra lại ngoài việc dùng sức còn phải xem vận khí cơ duyên mà bước lên phía trước phương nguyên sẽ càng chạy càng ổn chân chính đạp vào con đường rộng rãi dù dọc đường có bụi gai cũng không còn phải dãy rộ giữa sự sống và cái chết như trước đó tao dài hơi tàn đi một bước là nguy hiểm một bước khoảng thời gian sắp đến phải nhân lúc còn yên bình mà bước lên phía trước tích lũy nội tình nâng thao tu vi nhất định phải mạnh mạnh đến mức các thế lực chung quanh không dám có ý đồ với ta phương nguyên nghĩ kỹ bày ra trước mặt hắn còn có mấy vấn đề khó khăn không nhỏ vấn đề khó khăn thứ nhất chính là nuôi tiên cổ cổ tiện hồn đang phải đứng mũi chịu sao địa linh lang ra. lê Dân tiên tử đều không có manh mối về cổ bạch liên cự tầm mặc dù mua giá cao hơn một chút bên trong bảo hoàng thiên nhưng cũng chỉ khó khăn duy trì cổ tiện hồn không để nó chết đói muốn cổ tịnh hồn được ăn no phải cần hơn vạn con cổ bạch liên cự tằm loại cổ này cho dù có một số cổ tiên cất giữ nhưng số lượng cũng rất ít trừ phi phương nguyên có được cổ phương luyện chế số lượng nhiều thì mới có thể giải quyết triệt để vấn đề khó khăn này đối với các tiên cổ khác ngươi nấng cũng là một nan đề mặc dù miễn cưỡng qua được cửa nhưng lần ngươi tiếp theo vẫn là một nan đề như cũ xương cốt con rắn sáu đầu đã hóa thành máu đen cung cấp cổ chiêu tay ngươi cổ nhạc sơn nhạc thủy thì không cần lo lắng Trước đó ý chí mặc dao đã cho nó ăn no. Vì thế mới kéo dài được đến bây giờ. Cổ lưu lạc thiên nhai cần mấy vạn con sứa u minh và mấy ngàn con trình điện biển sâu. Mặc dù số lượng sứa u minh rất nhiều, chỉ cần tiên nguyên thạch đầy đủ là không khó mua. Nhưng cá trình điện lại rất thưa thất trên thị trường. Nếu không phải lần này Thái Bạch Vân sinh lập được Sama hy sinh bản thân vào nguy hiểm, hắn sẽ không mua được số lượng nhiều như thế. Của một bước lên mây nằm trong tay địa linh lang ra. Ngược lại có thể tạm thời không cần cân nhắc, tiên cổ liên vận thì cần vạn cân cát xa âu dựa theo tình huống chứng chết của thiên địa xa âu mà xem có thể sinh ra được hơn 3 vạn cân còn có thể chờ chống 3 lần cho ăn người phụ nhân tâm thì khá phiền phức nếu cứ đổ sát liên tục nhất định sẽ dẫn đến đám cổ tiên chính đạo công kích dù sao cũng còn chưa đến thời kỳ loạn chiến năm vực bên trong năm vực vẫn là chính đạo ngăn chặn ma đạo trật tự chiếm thượng phong mặc dù bây giờ phương nguyên có trong tay rất nhiều tiên nguyên thạch nhưng người tiên cổ cũng không phải nhiều tiên nguyên thạch là có thể giải quyết thật ra ngươi tiên cổ thường có liên quan đến phúc địa cổ tiên tương xứng với mạch tu luyện của cổ tiên nói một ví dụ một vị cổ tiên thủy đạo phúc địa chính là một vùng biển sau khi có được tiên cổ lưu lạc thiên nhai cổ tiên sẽ ngư sứa ung minh và cá trình điện biển sâu bên trong phúc địa của mình từ đó nếu cổ tiên muốn cho cổ lưu lạc thiên nhai ăn muôn thức ăn sẽ là tự cung tự cấp giống như hai con tiên cổ của thái bạch vân sinh được sinh ra từ phúc địa của mình vì thế có được một lượng thức ăn lớn bên trong phúc địa lâu lan của hắc lâu lan đất đai ẩn chứa một lượng lớn quạng vàng nặng quạng vàng nặng chính là thức ăn của tiên cổ khí lực nhưng tình huống của phương nguyên lại không giống hai người này tiên cổ của bọn họ phần lớn là do cổ bản mệnh cổ hạch tâm luyện thành khi thăng tiên đều có sự thống nhất với lưu phái của mình tiên cổ của phương nguyên phần lớn là do mưu đoạt được mặc dù cổ bản mệnh là sân thu thiền nhưng hắn lại không có truyền thừa trụ đạo lại đi theo con đường lực đạo tiên cổ trong tay hắn rất lộn xộn liên quan đến trụ đạo vô đạo thủy đạo trí đạo quan trọng nhất phúc địa của hắn đã chết tiên khiếu của hắn đã thành từ khiếu ngươi cái gì chết cái đó không thể phát triển kinh doanh như phúc địa bình thường càng không thể tự sản xuất tiên nguyên điều này dẫn đến tiên nguyên thạch trở thành ánh nặng cho hắn tiên nguyên thạch trong tay hắn không những phải đen ra giao dịch mà còn phải luyện hóa một phần thành tiên nguyên thanh để. sau trận kịch chiến với hắc thành tài chính của hắn thiếu chút nữa rục đổ nguyên nhân chủ yếu cũng là cái này chương 971 xuyên qua bức tường ngăn giới bởi vậy nan đề thứ hai bày ra trước mặt hắn chính là phúc địa tiên khiếu phúc địa tiên khiếu đã chết tu vi của hắn lập tức ngừng lại phúc địa dính đến nhiều mặt mang đến liên lụy cực lớn cho phương nguyên ngày nào thoát khỏi thân phận tiên cương hắn mới có thể chính thức tu hành con đường của cổ tiên nhưng thoát khỏi thân phận tiên cương hồi phục cơ thể của ngươi phương nguyên sẽ không sử dụng được vầng sáng trí tuệ đây cũng là một nan đề nan đề cuối cùng chính là chiến lực bây giờ cổ tiện hồn đang suy yếu vì đói không thể sử dụng lần nữa ắt chủ bài của phương nguyên sát chiêu tiên đạo vạn ngã tạm thời cũng không thể vận dụng chiến lực phương nguyên cũng theo đó mà giảm xuống mặc kệ là đối mặt với thập đại cổ phái trung châu sau này hay là cổ tiên bắc nguyên đuổi giết ngư đạt truyền thừa trí đạo của đông phương trường phảng trợ giúp địa linh lang ra bắt hoang thú giành được truyền thừa đạo thiên liên quan đến cốc lạc phách đối phó khương ngọc tiên tử cướp đoạt cổ ám độ tất cả đều cần chiến lược rất cao phương diện ảnh hưởng chiến lược cổ tiên chủ yếu có bốn thứ tạo nghệ chiến đấu của bản thân cổ tiên tiền cổ sát chiêu và tiên nguyên hiện tại ta đang buôn bán cổ can đả, tiên nguyên thạch tạm thời không thiếu tạo nghệ chiến đấu của cổ tiên thuộc về nội tinh tích lũy theo năm tháng trong thời gian ngắn không cách nào tăng lên được mặc dù tàn phương huyết thần tử đã có có thể suy tính ra cổ phương tiên cổ huyết thần tử hoàn chỉnh nhưng tài phú của ta còn cách tiêu chuẩn luyện tiên cổ rất xa phương nguyên suy nghĩ một chút cho dù có thể luyện chế huyết thần tử hắn cũng không muốn thực hiện huyết đạo đã bị dán nhãn ma đạo cho dù thập đại cổ phái muốn nghiên cứu huyết đạo cũng đều lén lút tiến hành không dám công khai huống hồ thiên đình còn có bảng trung ma phương nguyên cũng không muốn sớm như vậy đã lao vào bảng ngồi huống hồ tiên cổ trong tay hắn đều cần phải nuôi gánh nặng ngươi dưỡng quá lớn bây giờ mà tăng thêm tiên cổ mới phương nguyên cũng thứ lòng tin với chính mình khẽ là bay trước mặt phương nguyên có thể gia tăng chiến lực cũng chỉ có phương diệt sát chiêu sát chiêu bao gồm sát chiêu tiên đạo và phàm đạo hiện tại ta đã có được tiên nguyên thạch sung túc so với trước dư giả hơn nhiều không chỉ có thể mua nhiều sát chiêu phàm đạo tốt hơn hơn nữa còn có thể không ngừng thí nghiệm cơ diễn tái hiện một số sát chiêu cường đại kiếp trước suy nghĩ xong phương nguyên lôi lệ phong hành lập tức bắt tay vào thực hiện trung châu phượng cửu ca dẫn đầu một đám cổ tiên đứng trước một bức tường ánh sáng to lớn bức tường ánh sáng rộng lớn vô cùng nối liền giữa trời và đất ánh sáng ngưng thực giống như một phách tường bên trong có kim mang lấp lóe khí tượng rộng lớn màng bạc đây là màng thai trung châu có tên là bức tường ngăn giới thánh hiển ngũ đại địa vực thế giới cổ sư trung châu nam cương đông hải tề mạc bắc nguyên đều bao phủ một tầng màng thai hình thành thiên địa cực hạn ngăn cách lẫn nhau lão toán tử lần này kết quả suy tính của ngươi như thế nào tàn dương lão quân hỏi một vị cổ tiên thanh niên bên trong bội ngũ cổ tiên thanh niên mở hai mắt mây mù bốc lên bên trong mắt biến hóa ngàn vạn thật lâu sau mây mù tản đi trở thành tròng trắng mắt đen như cũ cổ tiên thanh niên mừng rỡ nói được rồi nơi này là nơi khá yếu của bức tường ngăn giới là nhược điểm thứ ba mà chúng ta tìm được trong mấy ngày qua. Nhưng so với nhược điểm thứ nhất, thứ hai thì ổn định hơn nhiều. Ta đề nghị chúng ta xem đây là cửa khẩu đột phá. Đánh xuyên qua bức tường ngăn giới. Xong vào Bắc Nguyên. Hát, ốt, chúng ta tìm gần ngàn địa điểm. Rốt cuộc cũng tìm được một địa điểm lý tưởng. Thiên lung lão nhân cười lớn, lang mai tiên tử thờ ra một hơi, cảm khái nói. Tìm nhiều mày như vậy, cuối cùng cũng đạt được kết quả tốt đẹp. Đúng là không dễ dàng. Đã lãng phí không ít thời gian, chúng ta bắt đầu thôi phượng cửu ca lời ít ý nhiều ai đi trước ngạo tuyết tiên tử và lăng mai tiên tử liếc nhìn nhau cùng nhau đứng dậy đồng thanh nói lần này do thiền đấu lâu chúng ta sung phong nói xong cả hai cùng xuất lực đồng loạt thôi động sát chiêu tiên đạo vô song yến nguyệt chẳng. hạch tâm sát chiêu là một con tiên cổ thất truyền ngã nguyệt và hai tiên cổ lục truyền làm phụ trợ hình thành sát chiêu tiên đạo tiêu hao rất nhiều tiên nguyên lại liên quan đến tinh thần chỉ dựa vào một vị cổ tiên sẽ không phát huy được uy năng phải hai vị cổ tiên đồng loạt thôi động mới được sát chiêu tiên đạo được thôi động lập tức hình thành một vầng trăng khuyết màu xanh hình đẩy trăng khuyết không lớn chỉ to bằng vại nước nhưng ngưng tụ như thật chiêu sáng rực rỡ giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ chỉ có khí tức khủng bố ngẫu nhiên lộ ra ngoài mới khiến cho người ta biết được nó không vô hại như vẻ bề ngoài các cổ tiên chung quanh vội vàng tránh sang ngạo tuyết và lang mai hai vị tiên tử chuẩn bị đầy đủ đồng loạt kêu diên một tiếng thả ra vầng trăng khuyết màu xanh trăng khuyết bay đi tốc độ cực nhanh ánh trăng ôn nhu toàn bộ quá trình lặng y không một tiếng động trang khuyết màu xanh lập tức chém ra 76 mươi bước trên bức tường ngăn giới thánh hiền không hổ danh là một trong chiêu bài sát chiêu của thiên đấu lâu có thể chém được 76 bước đúng là không tầm thường cổ tiên trần trấn xí tán thừa phượng cửu ca đi đầu đám cổ tiên còn lại cùng nhau bước vào bức tường ngăn giới thánh hiền sau khi bước vào bức tường ngăn giới thánh hiền sắc mặt mọi người hơi thay đổi cơ thể bọn họ trở nên nặng nề suy nghĩ cũng chậm chặt tiên khiếu bên trong cơ thể bắt đầu chấn động mau gia tăng tốc độ, phụng cửu ca thúc dục, mọi người đi được 74 bước thì không đi được nữa, chỉ trong khoảnh khắc, bức tường ngăn giới thánh hiền đã nhanh chóng khôi phục, vốn có 76 bước đã bị giảm xuống hai bước, Tàn Dương lão quân chủ động đứng ra, tiếp theo để lão phu bộc lộ tài năng, ông ta lấy ra một con tiên cổ, tiên cổ có hình dáng của một ngọn nến đốt dở, đốt lên ánh sáng yếu ớt, Tàn Dương lão quân xích lại lần ánh nến, dùng miệng nhẹ nhàng thổi. Ánh nến chập chờn, thuận theo hướng mà Tàn Dương lão quân thổi đi đánh ra vô số điểm sáng điểm sáng đánh vào bức tường ngăn giới thánh hiền màu bạch bức tường ngăn giới giống như tiết động tan rã nhanh chóng tan ra hình thành con đường 63 bước mọi người vội vàng tiến lên thiên lung lão nhân lại đứng ra thôi động một con tiên cổ đà thông con đường 67 bước cứ như vậy một đám cổ tiên lân phiên xuất lực không thôi động tiên cổ thì vận dụng sát chiêu tiên đạo đánh ra con đường xâm nhập vào trong bức tường ngăn giới thánh hiền bọn họ càng tiến vào bên trong áp lực trên người càng nặng thậm chí còn biến thành một luồng sức mạnh lôi về phía sau giống như thế giới này không muốn bọn họ rời khỏi trung châu suy nghĩ trong đầu càng lúc càng chậm chạp điều này khiến cho cổ tiên thôi phát sát chiêu tiên đạo trở nên cực kỳ khó khăn cổ tiên trí đạo lão toán tử lại không thể vận dụng thủ đoạn của mình thậm chí sát chiêu tiên đạo cũng ra trì não hải của các cổ tiên khác chính vì thế vô song yển nguyệt chẳng của hai vị tiên tử ngạo tiết lang mai cũng không sử dụng được quan trọng nhất là tiên khiếu bên trong cơ thể bọn họ càng đi sâu vào trong biên độ chấn động tiên khiếu càng lớn mặt đất bên trong phúc điện nứt ra núi đá lan xuống rất nhiều sinh linh gặp nạn chết thảm chương 972, từ bỏ đoạt xá một những người này đến từ thập đại cổ phái chiến lược xuất chúng là cường nhân nổi tiếng sau khi đi được mấy trăm bước sắc mặt người nào cũng trắng bệch người nào có tu vi kém hơn một chút cơ thể bắt đầu du nhẹ sau hơn ngàn bước đại đa số cổ tiên đều toát mồ hôi hai vị tiên tử ngạo tuyết lang mai phải dìu nhau mà đi chỉ có phượng cửu ca là vẫn ngẩng đầu đi trước như cũ biểu hiện bình thường mỗi lần ra tay đều là sát chiêu tiên đạo đánh ra con đường vượt qua trăm bước Tức chừng đi hơn ba ngàn bước ánh sáng màu trắng đằng trước đã trở nên mỏng hơn đồng thời môi hồ để lộ một vòng màu xanh lão toán tử ngươi tính toán không sai nơi này quả thật là điểm yếu của bức tường ngăn giới thánh hiền chúng ta chỉ đi hơn ba ngàn bước mà thôi lúc này có người lên tiếng bước qua bức tường ngăn giới thánh hiền chính là bức tường ngăn giới cam thảo của bắc nguyên chúng ta thêm chút sức mạnh cố gắng đột phá nó tàn dương lão quân thở hồn hển cổ vũ tinh thần mọi người cổ tiên thanh niên lão toán tử hơi lo lắng năng lực ta có hạn chỉ có thể tính đến bức tường ngăn giới thánh hiền chỉ mong bức tường ngăn giới cam thảo sẽ không quá dày sau nửa khác chúng cổ tiên đã rời khỏi bức tường ngăn giới thánh hiền chính chúc tiến vào bức tường ngăn giới cam thảo bức tường ngăn giới này một trời một vực với bức tường ngăn giới thánh hiền khi các cổ tiên tiến vào bên trong bọn họ lập tức cảm nhận được một lực đẩy vô hình đang không ngừng bài xích bọn họ biên độ chấn động của phúc địa tiên khiếu càng lớn tổn thất khiến các cổ tiên đau lòng vô cùng chuyến đi đến bắc nguyên lần này hy vọng có thể thu phục một hai con tiên cổ nếu không xem như lần này thiệt lớn thiên lung lão nhân nói hay khi ta còn trẻ đã từng xuyên qua bức tường ngăn giới đến bắc nguyên toàn bộ quá trình chỉ cần một chén trà dễ dàng vô cùng cổ tiên hồng xích minh cảm khái nói khi ông ta xuyên qua bức tường ngăn giới vẫn chỉ là cổ sư tư truyền tu vi càng cao xuyên qua bức tường ngăn giới lại càng khó nửa ngày sau mọi người không thể không dừng lại bọn họ đang ở bên trong bức tường ngăn giới cam thảo khắp nơi đều là sương mù xanh đậm trong sương mù dày đặc những mảng cỏ tươi tốt như rắn biển như sợi tóc không ngừng quấn quanh không ngừng ngăn cản bọn họ tiến lên phượng cửu ca dẫn đầu mồ hôi đầm đìa bờ môi tái nhợt không ổn rồi bức tường ngăn giới can thảo này kiên cố vô cùng chúng ta phải đổi sang hướng khác cho dù phải đi nhiều bước hơn mọi người đều liên tục gật đầu tán đồng quyết đoán của phượng cửu ca lão toán tử bắt đầu suy tính trong lúc đó bức tường ngăn giới không ngừng khôi phục chúng tiên không khỏi lui lại đi bên này rốt cuộc lão toán tử cũng tính ra được một hướng chúng tiên chuyển hướng trải qua một ngày một đêm rốt cuộc khổ tận cam lai đã thông được bức tường ngăn giới cam thảo tiến vào bác nguyên trước nghỉ ngơi ba ngày có gì bàn sao phượng cửu ca hữu khí vô lực nói trong toàn bộ đội mũ chỉ có một mình ông ta là còn miễn cưỡng đứng được những người khác đều ngã trái ngã phải thậm chí giống như một đống bùn nhão trực tiếp nằm trên mặt đất không nhúc nhích đàn hạc khoan thai bay lượn trên bầu trời dáng người uyển chuyển gió mát thổi nhẹ nhẹ thổi đàn thông trên núi phi hạc ra lên từng trận ánh mặt trời lên cao chiếu sáng vào căn mật thất u ám dưới lòng đất mật thất dưới đất hình dáng và cấu tạo đơn sơ bốn phía đều là vách đá mọi trừ chiếc giường đá chính giữa thì không còn vật gì cả hơi nước ướt át khiến cho khe hở chính giữa tảng đá mọc đầy rêu xanh trên giường đá một chàng thanh niên cổ sư quần áo rách nát hôi thối đang nằm chính là cổ nguyệt phương chính, để cảm ứng vị trí của phương nguyên, phối hợp Hạc Phong Dương tiến đánh Phúc Địa Hồ Tiên, phương chính bị Thiên Hạc thượng nhân tính toán, bị cổ huyết yêu hoa làm mất khống chế, dẫn đến mất máu quá nhiều, hồn phách gần như sụp đổ, ngươi muốn phục sinh phương chính, lúc này Hạc Phong Dương đứng bên cạnh giường đá, nhìn ký hồn tảo đang trôi nổi giữa không trung. Bên trong ký hồn tảo là hồn phách của sư phụ phương chính, Thiên Hạc thượng nhân, lúc này, từ bên trong hồn phách truyền ra âm thanh kiên định, "Đúng vậy, đại nhân, ta nguyện từ bỏ cơ hội đọt xá." Xin ngài ra tay cứu giống Phương Chính. Hạ Phong Dương nhìn Phương Chính đang hôn mê, nói khẽ, tương thế của y nhìn thì rất kinh khủng nhưng cũng không quan trọng, cũng không cần ta ra tay. Bên trong môn phái có rất nhiều phương pháp có thể trị liệu, nhưng phiền phức nhất chính là hồn phách của y. Lần này y cưỡng ép cảm ứng, khiến cho hồn phách bị tổn hao, khoảng cách đến băng tán chỉ còn cách một bước, thật ra, tình huống trước mắt rất thích hợp cho người đọt xá. Tư chất của cơ thể này chính là loại giáp, bây giờ lại có không khiếu ngũ truyền hồn phách cực kỳ suy yếu, hồn phách chi tranh căn bản không chút trì hoãn, đo xa vốn là kế hoạch ban đầu của ngươi mà, không phải sao? Thiên Hạc thượng nhân cười khổ, từ lúc ông ta vận dụng thủ đoạn hại Phương Chính, trong lòng của ông lúc nào cũng hiện ra hình dáng của Phương Chính, luôn nhớ đến ngày ngày chung sống cùng nhau, Phương Chính đơn thuần, luôn chấp nhất đối với chính nghĩa, khiến cho ông nhớ đến khi mình còn trẻ. Phương Chính báo thù rất giống với ông của ngày trước, kế hoạch ban đầu của thuộc hạ đúng là muốn đoạt xá Phương Chính, nhưng lúc này, trong lòng thuộc hạ lại tràn ngập tức muối và ái náy treo lý y là huyết mạch của cổ nguyệt nhất đạn nhưng y lại luôn miệng gọi thuộc hạ là sư phụ y tin tưởng thuộc hạ chưa từng nghĩ đến thuộc hạ sẽ hại y y tin tưởng chính nghĩa giống như thuộc hạ trước kia nếu ta hại chết y đoạt xá thành công dùng thể xác của y mà sống ta làm sao đối mặt với chính mình kiên hạc thượng nhân thở dài hạc phong dương im lặng bỗng nhiên giơ tay xoa so trán phương chính ánh sáng màu xanh biếc ôn như như nước từ trong lòng bàn tay của hạc phong dương tôn ra nhanh chóng lan tràn toàn thân phương chính hào quang xanh đậm lan đến chỗ nào vết xương lập tức tiêu đi Tết thương kết vảy thương thế to nhỏ đều dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng hồi phục sau mấy hơi thở cơ thể phương chính đã hoàn toàn khôi phục hô hấp đều đặn nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ ta đã chữa khỏi thương thế nhược thân cho y đồng thời cũng duy trì được hồn phách của y ngươi đã từng hồi báo cho ta ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội thiên hạc ngươi đừng vội vã từ bỏ đo giá ta cho ngươi một khoảng thời gian để suy nghĩ Ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ, Hạc Phong dương lên tiếng. Đại nhân Hạc Phong dương rút tay của mình về, thủ đoạn đọt xá mà chúng ta nắm giữ cũng không kiện toàn. Bắt nguồn từ Bắc Nguyên, bây giờ, Tàn Dương lão quân đã đi theo Phượng Cửu Ca đến Bắc Nguyên. Trên người ông ấy đang gánh vác một số nhiệm vụ mới của môn phái, một trong số đó chính là thu thập nhiều tư liệu hơn để hoàn thiện thủ đoạn đọt xá bây giờ. Đợi đến khi ông ấy trở về môn phái, Thiên Hạc, ngươi sẽ có được thủ đoạn đọt xá tốt hơn. Đến lúc đó, ngươi đã suy nghĩ thật kỹ và cho ta đáp án đại nhân không đợi thiên hạc thượng nhân nói xong hạc phong dường đã vung tay lên biến mất ngay tại chỗ phúc địa hồ tiên bên trong hang động dưới lòng đất ánh sáng trí tuệ biến ảo chiếu dọi hương mặt phương nguyên phương nguyên cao mày sắc mặt âm tình bất định phụt bỗng nhiên hắn há miệng phun ra một ngụ chi huyết xanh biếc cùng lúc đó vô số nhạc ý nhanh chóng tan rã trong đầu hắn lần đầu tiên phương nguyên bị thương khi sử dụng vầng sáng trí tuệ chương 973, từ bỏ đợt xá hai phương nguyên rời khỏi vầng sáng trí tuệ tìm một cây linh chi thấp bé xen như băng ghế ngồi xuống hắn đưa tay lau thi huyết nơi khóe miệng cô nén cơn chóng vang kiểm tra não hải của mình não hải dung truyền không ngừng các loại suy nghĩ mới sinh ra rồi tự động sụp đổ nét chung quanh não hải lại càng có vết rách đây là phản phệ do phương nguyên cưỡng ép suy nghĩ lúc này phương nguyên chỉ cần suy nghĩ trong đầu sẽ truyền đến cơn đau kịch liệt hắn quyết định nhắm hai mắt lại ngừng suy nghĩ tất cả không nhúc nhích giống như tượng đá. Thật lâu sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một lần nữa kiểm tra não hải, chấn động trong đầu đã biến mất, nhưng vách tường chung quanh vẫn lưu lại tổn thương, tốc độ suy nghĩ sinh ra càng thêm chậm chạp hơn so với trước một phần nhưng không còn vỡ vụn nữa. Nói cách khác, Phương Nguyên có thể tiếp tục suy nghĩ, lần bị thương này chính là một kinh nghiệm quý báu, giúp Phương Nguyên học được rất nhiều việc, sinh ý chí đạo cũng có nguy hiểm, sẽ bị tổn thương, cũng giống như tu hành lực đạo phát lực quá mức sẽ dẫn đến cơ bắp toàn thân bị thương thậm chí bắp thịt băng liệt lần này ta suy tính nan đề tinh đạo dùng rất nhiều nhạc ý mượn nhiều vầng sáng trí tuệ dẫn đến linh cảm vô hạn đồng thời suy tính vô số khả năng rốt cuộc vượt qua cực hạn chịu đựng của não hải tuy thế mà bị thương ta vốn muốn nhờ uy năng của cổ trí tuệ tìm hiểu thấu đáo của phương cổ tinh nha nhưng bây giờ xem ra nội tình tinh đạo của ta quá nông cạn linh quang vô hạn mang đến vô số khả năng và phương hướng mỗi một khả năng và phương hướng đều cần suy tính mà bên trong quá trình chi tính lại sinh ra nhiều lựa chọn cổ tinh nha là cổ trùng độc môn của vạn tượng tinh quân phối hợp với rất nhiều cổ tinh vũ một số cổ sân phong và đủ loại khác từ đó có thể tổ hợp thành sát chiêu sân tinh vũ hiệu dụng của sân tinh vũ có thể giúp cho rất nhiều cây sinh trưởng phương nguyên năm lần bày lực vận dụng sát chiêu này vào có tinh tiết của hắn nhưng cổ tinh nha lại là cổ tiêu hao trước mắt chỉ có thể mua được từ chỗ của vạn tượng tinh quân vạn tượng tinh quân vì thế mà kiếm được rất nhiều tiền phương nguyên vốn muốn lợi dụng vầng sáng trí tiện để ngược ra cổ phương tinh nha nhưng không thành công, ngược lại còn bị thương. Mặc dù cổ tinh nha là phàm cổ, nhưng bản thân đã bị vạn tượng tinh quân động tay chân. Rất khó đẩy ngược cổ phương, trừ phi cảnh giới tinh đạo của ta tăng lên cấp đại sư. Nếu không, rất khó thành công, phương nguyên ngộ ra. Cảnh giới đại sư tinh đạo đại diện cho nội tình tinh đạo, có thể giảm bớt khả năng và phương hướng suy tính, giúp phương nguyên có thể đưa ra câu trả lời chính xác cao hơn, phương nguyên dựa theo độ khó đưa ra phỏng đoán. Muốn đẩy ngược cổ tinh nha cần có cảnh giới đại sư tinh đạo, như vậy, muốn nghiên cứu ra một cổ phương hoàn toàn mới dùng để luyện chế cổ tinh huỳnh lại càng thêm khó khăn hẳn phải cần cảnh giới tông sư tinh đạo cải tạo truyền thừa tinh đạo của đô mẫn tuấn hình thành cổ trùng tinh đạo hoàn toàn mới gia tăng hiệu quả toàn bộ phương diện công thủ di động chỉ liệu như vậy khó càng thêm khó ít nhất phải cần có cảnh giới chuẩn tông sư cổ tinh huỳnh là vật chủ yếu để mở ra tinh môn có càng nhiều càng tốt bên trong truyền thừa của đô mẫn tuấn có một số cổ nhất tinh bán điểm cổ nhị tinh chiếu dọi cổ tứ tinh lập phương của ngũ tinh liên châu có thể tăng cường hiệu quả công kích cổ trùng tinh đạo nếu lưu truyền ra ngoài sẽ làm cho các loại tinh cổ nóng lên từ đó ảnh hưởng đến cách cục của cổ sư các phái phương nguyên vốn dự định đẩy ngược cổ phương cổ tinh nha cổ tinh huỳnh một là thoát khỏi sự kiềm chế của vạn tượng tinh quân hai là thêm một đầu tát, tiếng được nhiều cổ tinh huỳnh dùng cho tinh muốn hơn nếu tăng thêm một số cổ nhất tinh bán điểm cổ nhị tinh chiếu dọi tam tinh tại thiên tất sẽ phát huy trọn vẹn sát chiêu tinh đạo hoàn toàn mới thích hợp cho phương nguyên từ đó gia tăng chiến lực của hắn nhưng thực tiễn về sau Phương nguyên biết hắn đã nghĩ đúng cho dù hắn có vầng sáng trí tuệ có linh cảm vô hạn nhưng cảnh giới luyện đạo của hắn chỉ có cấp đại sư cảnh giới tinh đạo chỉ là cấp phổ thông hắn khó mà chứng thực được dự định ban đầu xem ra muốn gia tăng chiến lực còn phải nên giải tránh ngắn xuất phát từ ưu thế bản thân phương nguyên kiểm tra bản thân hiện tại hắn là tông sư huyết đạo tông sư lực đạo trần tông sư phi hành đại sư luyện đạo đại sư nô đạo và đại sư biến hóa đạo hắn loại trừ huyết đạo đầu tiên cổ tiên huyết đạo đều bị người người kêu đánh bởi vì tu hành huyết đạo đều gây tai họa cho người khác giúp chiến lực của mình tăng vọt chính ma hai đạo đều không muốn nhìn thấy cổ tiên huyết đạo có tính uy hiếp mãnh liệt như vậy chỉ có đến thời kỳ loạn chiến năm vực trật tự các vực đại loạn huyết đạo mới có thể ngoi đầu lên được mặc dù phương nguyên có tàn phương huyết thần tử nhưng tạm thời cũng không muốn suy tính ra cổ phương hoàn chỉnh càng không có tài lực luyện chế tiên cổ huyết thần tử truyền thừa huyết đạo kiếp trước của hắn hiện tại còn chưa ra sáng tạo ra sau đó phương nguyên lại loại trừ lực đạo lực đạo đã từng hương thịnh một khoảng thời gian cho đến bây giờ đã tự suy thoái cho dù là hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng khó tái hiện được thời kỳ huy hoàng của lực đạo lưu phái hương thịnh cường đại không chỉ dựa vào cổ tiên cổ dư thiên tài mà còn phải dựa vào tài nguyên đến bây giờ tài nguyên dùng cho lực đạo đa phần đều biến mất hoặc vô cùng thưa thớt tiên cảnh lực đạo không tốt rất nhiều cổ phương đều thất lạc tình cảnh ảm đạm cho dù phương nguyên là tiên cương lực đạo cũng không muốn đi con đường này hắn sở dĩ lựa chọn lực đạo đơn thuần là vì tiện lợi có thể trở thành ván cầu về sau tùy ý thay đổi lưu phái hắn trở thành tiên cương lực đạo cũng là do bị buộc lựa chọn trừ phi phương nguyên giống hắc lâu lan có được tiên cổ lực đạo quyết định dựa vào tiên cổ này gia tăng chiến lực nhưng tình huống này đối với phương nguyên mà nói lại không thực tế huyết đạo lực đạo không thành trần đại sư phi hành chẳng qua chỉ là tạo nghệ chiến đấu luyện đạo vốn không thiện chiến đấu thứ để phương nguyên lựa chọn cũng chỉ còn nô đạo và biến hóa đạo nhưng nô đạo yêu cầu đàn thú nhất là cấp bộ cổ tiên giá thú bình thường đều không lấy ra được đàn thú hạch tâm phải từ thú vương thú hoàng thăng đến hoang thú phương nguyên nhiều vầng sáng trí tiện bắt đầu suy nghĩ lại qua ba ngày nữa hắn đã tìm được đột phá theo hướng biến hóa đạo thời gian trôi qua rất nhanh chỉ trong chớp mắt bên trong phúc địa hồ tiên đã trôi qua 10 ngày phương nguyên bay giữa không trung phát giáp suy nghĩ trong lòng hắn khẽ động lông tóc lập tức sinh trưởng trong nháy mắt đã ngưng kết thành một bộ giáp trụ gai mọc ngược đen nhánh giữ tợn, băng toàn tinh trần năm ngón tay phương nguyên bóp nhẹ lập tức một đoàn tinh quang hình thành trong tay bên trong tinh quang không ngừng truyền ra tiếng nổ lốp bốp nhìn kỹ có thể phát hiện bên trong ẩn chứa vô số hạt nhỏ bụi sao không ngừng đụng vào nhau không ngừng nổ tung phương nguyên chậm rãi đặt đoàn tinh quang lên phía trên phát giáp me lồng ngực phát giáp chống đỡ được mấy hơi thở bắt đầu tổn hại sau người hô hấp chung quanh bộ vị tổn hại được ngượng thành một mảnh xanh thẳng băng xương lam nhạt lan tràn bốn phía sau hơn 20 hô hấp phát giáp hoàn toàn vỡ vụn hình thành một cái lỗ nhỏ trên lồng ngực Phương Nguyên. Kết quả này nằm trong dự liệu của hắn. Chương 974. Sư Mao Giáp. Gắn tiếp cánh rơi băng toàn tinh Trần Dung nhập truyền thừa Đô Mẫn Tuấn, bán được 4 khối tiên nguyên thạch bên trong Bảo Hoàng Thiên, còn sát chiêu phòng ngự phát giáp, chẳng qua chỉ có giá hai khối rưỡi nguyên thạch mà thôi. Tinh quang trong lòng bàn tay tản đi, tâm niệm Phương Nguyên vừa động, lại thúc sát chiêu phát giáp, nhưng phát giáp lần này không giống trước đây, mà là bản cải tiến sau nhiều ngày thí nghiệm, phát giáp rất nhanh phát sinh thay đổi. Nai ngược dữ tợn vốn vô dụng lúc này nhanh chóng bị trừ khử vốn đang có màu hắc thiết lúc này cũng có sự thay đổi chuyển thành đồng thao chủ yếu là do dung hợp rất nhiều cổ kim hùng sư mao cổ kim hùng sư mao là phàm cổ ngũ chuyển có thể giúp cho lông của cổ sư biến thành màu vàng giống như lông sư tử gia tăng hiệu quả phòng ngự và ứng đối với kim đạo sau mấy hơi thở giáp trụ vai ngược hắc thiết đã biến mất thay vào đó là một bộ áo giáp hình giọt nước đồng thao dày hơn gấp hai lần so với hắc giáp cũ mũ giáp cũng hóa thành một con sư tử há miệng gào thét miệng sư tử há rộng lộ ra hương mặt phương nguyên năng lực phòng ngự cũng tăng gấp rưỡi nếu muốn chống lại công kích kim đạo lực phòng ngự cũng gấp đôi trước đó phương nguyên lại thúc ra một đoàn tinh quang hành động giống như trước tấn vào phía trên phát giáp bụi sao không ngừng say nhìn phát giáp nhưng qua mười hô hấp bản thân tinh quang đã tiêu tán lần hết điều này khiến cho bên trên phát giáp xuất hiện một vết dạn cái này gọi là sư mau giáp phương nguyên lẩm bẩm sau đó táng tay dương lên phát ra tám điểm tinh quang tinh quang bay lên không trung tập trung thành một đoàn lớn phương nguyên cười ha hả mặc sư mau giáp xông vào bên trong bụi sao băng toàn tinh trần không ngừng phát sinh vụ nổ từ bốn phương tám hướng trước sau trên dưới nghiền nát sư mau giáp của phương nguyên phương nguyên không ngừng thôi động sát chiêu sư mau giáp khiến cho vết dạn xuất hiện nhanh chóng được trừ khử kiên trì cho đến khi tinh đoàn tiêu tán lúc này phương nguyên mới ngẩng đầu bay xuống toàn thân sư mau giáp không hề có bất kỳ vết thương nào tốc độ chữa trị này còn gấp đôi so với phát giáp trước kia nếu bán vào bảo hoàng thiên có thể bắn được bốn khối rưỡi tiên nguyên thạch sư mao giáp chính là một trong những thành quả của phương nguyên trong những ngày qua bay vào hành cung đã hồn địa linh hồ tiên thúc dục cổ thông thiên vẫn luôn chú ý bảo hoàng thiên tình huống thế nào phương nguyên hỏi chủ nhân đối phương vẫn chào giá bốn khối tiên nguyên thạch không hề có ý định giảm xuống địa linh hồ tiên đáp phương nguyên muốn mua chính là cặp cánh của rơi hoang thú đối phương giết chết con rơi này sau đó bán thi thể vào trong bảo hoàng thiên phương nguyên đã hỏi giá trước đó bảo chỉ cần đôi cánh mà thôi kết quả đối phương chào giá 4 khối tiên nguyên thạch thái độ cường nạnh không chịu hạ giá 4 khối tiên nguyên thạch là hơi đắt lúc trước phương nguyên mua toàn bộ xương cốt của con rắn sáu đầu cũng chỉ có 3 khối tiên nguyên thạch mà thôi dựa theo giá cả bình thường cùng lắm là hai khối rưỡi tiên nguyên thạch phương nguyên tự mình thôi động cổ thần niệm lần đầu tiên lấy thân phận bắt tí tiên nhân tiếp xúc với người bán ta ra ba khối tiên nguyên thạch mua đôi cánh rơi này của ngươi nhưng ý chí người bán lưu lại lắc đồng không bán không bán ít nhất cũng phải là bốn khối tiên nguyên thạch phương nguyên hừ lạnh các hạ lòng tham không đấy tánh hoang thú này của ngươi bị tàn phá nhiều chỗ bình thường chỉ bán cao lắm hai khối rưỡi tiên nguyên thạch nếu không phải ta muốn nghiên cứu một loại cổ trùng trùng hợp cần vật liệu này ta hỏi cũng sẽ không thèm hỏi giọng nói của người bán mềm ngưỡng thở dài ta đây cũng là bất đắc dĩ thôi sang con hoang thú này khiến ta tổn thất nặng nề huyết dịch con hoang thú đã chảy khô bản thân ta còn bị trọng thương nếu không bán cái giá này kinh tế của ta sẽ bị sụp đổ thậm chí cả thương thế cũng không chữa được ngươi sống hay chết liên quan gì đến ta hơn nữa làm sao ta có thể tin tưởng lời nói một bên của ngươi ba khối tiên nguyên thạch ngươi rốt cuộc có bán hay không phương nguyên lạnh giọng hỏi không bán phương nguyên nhai xong lập tức rút thần niệm về một lát sau hắn ra lệnh địa linh hồ tiên hỏi thăm giá lần nữa bày ra tư thế sắp hết kiên nhẫn như vậy đi ta đồng ý ra giá ba khối tiên nguyên thạch một đôi cánh rơi của ngươi, một câu, bán hay không? Lần này, ý chí người bán hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Đôi cánh là thứ có giá trị nhất trên người con hoang thú này. Nếu các hạ chỉ mua có mỗi cánh rơi, những thứ còn lại ta không thể bán. Nếu ngươi thành tâm muốn mua, chi bằng bỏ ra năm khối tiên nguyên thạch, mua luôn chi thể hoang thú này. Như thế nào? Địa Linh Hồ Tiên và Phương Nguyên thương lượng một phen, sau đó đáp. Ta chỉ cần đôi cánh rơi, những thứ khác ta cần làm gì? Ta tốn thời gian ở đây đủ lâu rồi ba khố rưỡi tiên nguyên thạch đã là nhiều rồi đây là danh giới cuối cùng của ta ngươi không bán coi như xong ý chí của người bán sinh ra dao động trầm ngâm trả lời cái này để ta suy nghĩ một chút được không địa linh hồ tiên thúc giục sự kiên nhẫn của ta có hạn cho ngươi nằm hơi chờ lâu quá nói không chừng ta sẽ đổi ý bốn hô hấp đã trôi qua ý chí người bán thở dài y biết mặc dù thi thể hoang thú có thể bán được giá nhưng giá của y bán đúng là quá cao các cổ tiên đều là người khôn khéo không phải loại người tùy ý xài tiền bậy bạ thôi được rồi bán cho người ý chí người bán đang định đáp ứng đúng lúc này một đạo thần niệm chen vào cắt ngang y hoan đã ta sẽ trả 5 khối tiên nguyên thạch để mua thi thể con rơi này ồ tác hạ là tiên hầu vương sự thay đổi khiến người bán mừng rỡ ti định lấy ba khối rưỡi tiên nguyên thạch bán cánh rơi cho phương nguyên thi thể còn lại đã bị hư hỏng bán một khối tiên nguyên thạch đã là cao rồi hiện tại tiên hầu vương thạch lỗi chặn ngang một gậy nguyện ý ra giá năm khối tiên nguyên thạch người bán đương nhiên là tiếp nhận phương án này đợi một chút giao dịch của chúng ta đã bàn xong tiên hầu vương ngươi đột nhiên xuất hiện làm dối đang định làm gì vậy địa linh hồ tiên không cam lòng nói cái gì mà bàn xong thạch lỗi cười nhạo một tiếng ngươi nói đùa cái gì làm ăn ở bảo hoàng thiên trước giờ có chuyện trước sau a à? ai trả giá cao đương nhiên bán cho người đó đã chưa hoàn thành giao nhận vậy thì chưa bàn xong nói xong thạch lỗi quay sang nói với cổ tiên bán này tiền ngươi đã kiếm được còn không mau giao dịch ý chí người bán đang định gật đầu địa linh hồ tiên nhận được chỉ thị của phương nguyên lập tức ngăn cản hoàn đã ta ra năm khối tiên nguyên thạch cổ chỉ thêm nửa khối thôi thì quá keo kiệt rồi ta ra bảy khối tiên nguyên thạch thạch lỗi tài đại khí thô nói giọng điệu địa linh hồ tiên hạ thấp xuống đã như vậy ta ra tám khối tiên nguyên thạch tám khối thạch lỗi cười ha hả vậy ta ra chỉ khối chi khô rưỡi. Địa linh hồ tiên nói tiếp, ý chí người bắn không ngờ lại xuất hiện tình huống như vậy, không khỏi mừng rỡ, thạch lỗi nghe sau, chợt cười to, tốt. Hồ tiên ngươi không hổ danh buôn bán cổ can đả. trong tay giàu có nhỉ, lần này ta không tranh cùng tiểu bối ngươi, chỉ là thi thể của một con thú hoang bị tàn phá, hy vọng khi ngươi lấy về, tâm trạng sẽ rất vui. Cười sao. thần niệm thối lui, vô cùng dứt khoát, hồ hồ tiên đại nhân. Lời ngay nói trước đó không phải tùy tiện nói thôi chứ, Ý chí người bán cửa lấy lòng, lắp bắp hỏi. Xem ra, lời y nói không hoa, đi là một cổ tiên nghèo rất mùng tơi. Chương 975, cánh rơi phản thực một hừ, làm ăn thì phải nói chứ tín, lời ta nói là giả sao. Địa linh hồ tiên hừ lạnh một tiếng, sau đó, hai bên giao tiền giao hàng, người bán nhận được trí khối rưỡi tiên nguyên thạch, còn phương nguyên thì nhận được tàn chi hoang thú. Trải qua lần giao dịch này, phương nguyên nhìn lại tàn sản trong tay, tiên nguyên thạch còn 172 khối, Tiên nguyên thanh đề thì có 77 viên, tính đến trước mắt, Phương Nguyên đã bán ra 6 lần cổ can đả, bình quân 1 tháng 1 lần, mỗi lần mang đến cho hắn thu nhập 48 khối tiên nguyên thạch. Trong 6 tháng này, Phương Nguyên đã hoàn thành một lần giao dịch cổ phương tiên cổ với Địa Linh Lang gia, nhận được hơn 20 khối tiên nguyên thạch. Như ngươi 8 con hoang thú, luyện hóa rất nhiều tiên nguyên thạch, nhận được tiên nguyên thanh đề, tiêu hao tiên nguyên thanh đề, đẩy ngược cổ phương thất bại, lại từ biến hóa đạo mở ra cửa khẩu đột phá, tăng lên sát chiêu hắn không chỉ cải tiến sát chiêu phòng ngự phát giáp thành sư mau giáp hơn nữa còn tăng nhẹ như cánh rơi lên một bước dài nhưng muốn hoàn thiện nhẹ như cánh rơi hắn phải vắn một cặp cánh rơi trên cơ thể tiên cương của mình chính vì thế phương nguyên mới không tiếc bỏ ra một cái giá lớn cũng phải mua tàn chi con hoang thú rơi kia tiểu hầu vương thạch lỗi bắt ta tốn gấp ba bốn lần giá tiền mới mua được con rơi này món nợ này ta sẽ nhiều kỹ thạch lỗi chính là cao tầng chiến tiên tông trong thập đại của phái trung châu kiếp trước trong mạn chiến năng vực sau khi phượng cửu ca chết ông ta đã thay thế phượng cửu ca trở thành đệ nhất chiến lược trung châu Tông ta là cường giả thổ đạo nhưng lại lén lút kiêm tu biến hóa đạo từng thu được mấy đạo truyền thừa của cuồng man ma tôn phương nguyên vốn muốn tăng giá cổ can đảm bán cho chiến tiên tông nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn đã bỏ ý định này nửa tháng sau đó hắn tập trung tinh thần xử lý thi thể hoa thú rơi hắn cẩn thận cắt cánh rơi ra đồng thời tiến hành bảo dưỡng cả người mấy lớp sau đó hắn dùng cổ trùng viêm đạo lực đạo không ngừng tinh luyện cánh rơi khiến cho đôi cánh vốn rất rộng không ngừng co lại cuối cùng hắn cố nén đao thành công gắn cánh rơi lên lưng của mình một con sói gió cúi đầu tứ chi bỏ trùng hộp tiến lên trên bãi cỏ xanh tốt con mồi đang bị nó để mắt đến là một con thỏ phấn hoa con thỏ dựng thẳng hai lỗ tai lắng nghe hết thảy mọi động tĩnh chân thỏ thì đang chôn trong đóa hoa thật lớn đang hấp thu nhựa hoa gió thổi lứt phất cỏ xanh tươi tốt phồn hoa nở rộng mang theo hương thơm ngát con sói gió chậm rãi tiếp cận còn con thỏ phấn hoa thì không chút phát giác Bỗng nhiên, một bóng đen nhanh như bóng ma lướt qua mặt đất, con thỏ phấn hoa giật mình, dù bên trong phúc địa hồ tiên không có đàn ưng, cũng dạ nó phải chạy vội đi, trùng hợp tránh được một kiếp, khiến cho con sói gió không công mà lui. Phương Nguyên bay giữa không trung, nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, trong lòng hắn xuất hiện lên suy nghĩ, hiện nay ta đầu tư đã có dư. Phúc địa bản thân đã trở thành từ khiếu, chi bằng kinh doanh phúc địa hồ tiên thơ tốt, sau khi trở về từ Bắc Nguyên, quy mô đàn thú bên trong phúc địa đã giảm xuống đáy cốc vô cùng mỏng manh bây giờ ta đã buôn bán cổ can đảm buôn bán thạch nhân chỉ là vẽ rắn thêm chân hồ tiên là cổ tiên nô đạo phúc địa hồ tiên là địa hình thảo nguyện thích hợp nhất là nuôi dưỡng hồ ly nếu ta kinh doanh phúc địa hồ tiên đến sinh cơ bừng bừng hiệu suất sinh ra tiên nguyên thanh để bên trong phúc địa sẽ cao hơn tiểu hồ tiên sử dụng tiên nguyên thanh để cũng giảm bớt tiêu hao tiên nguyên cho ta đợi đến ngày ta phục sinh lại nếu xác nhập phúc địa hồ tiên chỗ tốt nhận được cũng lớn hơn vừa suy nghĩ phương nguyên vừa quay ra đằng sau nhìn đôi cánh rơi sau khi thành công cấy ghép đôi cánh rơi sau lưng của mình đây là lần thứ ba hắn bay thử cánh rơi đằng sau toàn lực mở ra cũng không bằng một nửa chiều dài cánh tay của phương nguyên toàn thân màu vàng nâu tương đối nhỏ bé không bằng nhẹ như cánh rơi trước đó nhưng phương nguyên chưa từng coi trọng ngoại hình hắn nhìn chính là giá trị thực dụng nhẹ như cánh rơi hoàn toàn mới mang đến cho phương nguyên tốc độ gấp đôi có khả năng bay liên tục dù sao cánh rơi trước đó chỉ là hư ảnh còn cánh rơi bây giờ là hàng thật giá thật mang thịt da lông, xương cốt. Huyết nhục cánh rơi đều trải qua một lần áp xúc, bên trong cánh rơi còn phân bổ rất nhiều cổ trùng, cổ trùng này cùng với cổ trùng ký sinh trên cánh rơi vừa vặn có thể tạo thành một tổ hợp, cải tiến thành sát chiêu nhẹ như cánh rơi, không. Cái tên nhẹ như cánh rơi đã không còn phù hợp với thực tế, chi bằng ta gọi nó là cánh rơi phản thực, Phương Nguyên đặt tên mới cho sát chiêu của mình, trong lòng hắn đối với sát chiêu di động cánh rơi phản thực còn hài lòng hơn so với sư mau giáp, nếu bắn vào bảo hoàng thiên, sát chiêu di động này có thể đắn được hơn 6 khối tiên nguyên thạch, bởi vì cánh rơi phản thực rất có tiềm lực phát triển, một đôi cánh không phải là cực hạn của nó, nhiều nhất nó có thể cấy ghép 3 cặp cánh rơi. Chủ nhân của ba cặp cánh rơi này ít nhất phải là hoang thú, đương nhiên, nếu là hoang thú thượng cổ thì càng tốt, giả thiết có ba cặp cánh rơi của hoang thú đều được thành công ghép lên người phương nguyên, vậy tốc độ của hắn có thể tăng vọt gấp 3, giá cả của nhẹ như cánh rơi trong thời kỳ năm vực loạn chiến đã rất cao là một trong những sát chiêu di động phổ biến nhất nếu dựa trên cơ sở đó. Tốc độ tăng thêm gấp 3. Vậy thì vô cùng ưu tú rồi. Mặc dù không thể so sánh với tiên cổ di động lưu lạc thiên nhai hay một bước lên mây. Nhưng nếu Phương Nguyên gặp lại mập nương tử, chỉ dựa vào động cách cũng không thoát khỏi truy sát của Phương Nguyên, tiếng gió bên tai truyền đến. Phương Nguyên điều khiển hai cánh sau lưng, thân hình đột nhiên bay vụt lên, từ giữa không trung bay lên cao, Phương Nguyên nhắm mắt, lặng lặng cảm thụ cảm giác khí lưu sạch qua cánh rơi, cơ thể tiên cương của hắn không cảm nhận được bất kỳ đau nhức nào. Phương diện xúc giác gần như bằng không, đây là ưu điểm, cũng là nhược điểm, khi Phương Nguyên ghét cánh rơi, hắn tình nguyện hao tổ sức lực cũng muốn giữ lại cảm giác đau đớn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể cảm nhận được rõ ràng phản hồi chân thật mỗi lần vũ cánh, cảm nhận được khí lưu mạnh yếu, cảm nhận được trạng thái của cánh rơi, đánh mất cảm giác đau sẽ khiến cho người ta chết lặng, lại càng khiến cho Phương Nguyên chiến đấu cuồng bạo hơn, nhưng phi hành lại là chuyện khác. Phi hành khống chế rất nhỏ, nhất là tạo nghệ phi hành của phương nguyên đã đạt đến tình trạng chuẩn tông sư chỉ có hồi phục cảm giác đau hồi phục xúc giác mới có thể chân chính phát huy tạo nghệ phi hành của mình nếu cánh rơi sơ cứng cảm giác sẽ vô cùng thô giáp nhất là trong chiến đấu cảm xúc sẽ mang lại ứng đối tinh diệu nhưng nếu không có trái lại sẽ rất lỗ mãng tăng cường năng lực di động sẽ có thể tiến thoái sau khi tập hợp đủ 3 cặp cánh rơi sát chiêu cánh rơi phản thực mới đủ để xương tụng là yêu dị bên trong sát chiêu phàm đạo chỉ kém cổ lưu lạc thiên nhai một bậc Phương Nguyên là cổ tiên lực đạo, thành tựu tiên thể lực đạo, Cổ Lưu Lạc Thiên Nhai là pháp tắc thủy đạo, Phương Nguyên sử dụng tiên cổ này, kỳ đạo và lực đạo không kết hợp hoàn mỹ, sẽ có sự kiềm chế lẫn nhau, nếu cổ tiên hỏa đạo thúc dùng cổ lưu lạc thiên nhai, tốc độ sẽ chậm hơn Phương Nguyên một chút. Chương 976, cánh rơi phản thực hai thích hợp nhất cũng chỉ có cổ tiên thủy đạo, sử dụng cùng một con tiên cổ, tiên nguyên tiêu hao ngang nhau nhưng tốc độ lại càng nhanh hơn, quan trọng hơn, cánh rơi phản thực là sát chiêu phàm đạo so với việc sử dụng tiên cổ lưu lạc thiên nhai, giá cả cao hơn rất nhiều. Đây cũng là vì trí tuệ con người, thông qua rất nhiều phàm cổ tổ hợp, hiệu dụng có được sẽ kém hơn so với tiên cổ, dung cổ, người cổ, luyện cổ, cái nào cũng bác đại tinh thâm, thi thể hoang thú rất khó gặp, cho dù bên trong bảo hoàng thiên có cổ tiên bán thú thì mới, cũng chưa chắc là rơi. Nếu muốn thu thập hai đôi cánh rơi, ta phải chủ động xuất kích, xem ra, đây là thời điểm phải chịu nguy hiểm, đến động thiên phồn tinh một chút, tiên khiếu bát chuyển, cửu chuyển được gọi là động thiên chủ nhân động thiên phồn tinh là cổ tiên bát truyền thất tinh từ một 700 bảy trăm năm trước tất tinh tử đã chết năm trăm năm kiếp trước của phương nguyên có một ngày động thiên phồn tinh từ không trung rơi xuống chia thành mấy chục mảnh vỡ tiên khiếu tản mát bên trên đại địa trung châu phương nguyên đã là cổ tiên không thể tiến vào mảnh vỡ động thiên này được thế giới mảnh vỡ động thiên vô cùng yếu ớt tu vi phương nguyên quá cao tiến vào bên trong sẽ khiến cho mảnh vỡ động thiên vốn đã yếu ớt bị vỡ nát cũng may phương nguyên có huyết dực ma giáo bên dưới còn một đám thuộc hạ tinh anh sau khi giao thủ với một số cổ tiên mọi người chia nhau một mảnh vỡ động thiên khá lớn phương nguyên điều động đệ tử thuộc hạ cổ sư của mình mạo hiểm tiến vào bên trong mảnh vỡ động thiên thu hoạch tài nguyên phương nguyên lưu lại một cổ ý chí trong đầu một số thuộc hạ đắc lực của mình thuận tiện giám sát và chỉ dẫn bởi vậy hắn đối với cảnh tự động thiên phồn tinh tương đối quen thuộc kiếp này động thiên phồn tinh vẫn còn trên cửu tiêu vẫn chưa rơi xuống cũng chưa tan thành mảnh vỡ ta còn nhớ rất rõ cảnh tự động thiên phồn tinh ta nên sử dụng định tiên du tiến vào động thiên thu hết tài nguyên ta nhớ bên trong động thiên có không ít hoang thú thậm chí là hoang thú thượng cổ trong đó có một con hoang thú rơi tinh ma lần này ta tiến vào bên trong giết chết rơi tinh ma đoạt lấy đôi cánh của nó đồng thời còn có thể xem tình huống có bắt được một con hoang thú nào cho địa linh lang ra hay không trong lòng phương nguyên mưu tính nơi như động thiên phồn tinh bên trong trí nhớ của phương nguyên có rất nhiều chỗ nhưng chưa đến thời cơ thì vô cùng hung hiểm đậu thiên phồn tinh là tiên khiếu của tiên bát chuyển còn chưa đến thời điểm rơi xuống so sánh với những gì mà phương nguyên trải qua kiếp trước còn cường thịnh hơi rất nhiều lần kiếp trước ta chỉ phái người gián tiếp thăm dò mảnh vỡ động thiên lúc đó thiên linh đã không còn tồn tại còn bây giờ ta tiến vào thăm dò thiên linh chắc chắc còn rất khỏe mạnh có thể điều động toàn bộ lực phòng ngự của động thiên phồn tinh nếu không phải ta đã trở thành tiên cương còn chưa có tư cách tiến vào bên trong thăm dò phương nguyên biết không nhiều về động thiên phồn tinh chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm kiếp trước để suy đoán kiếp trước hắn cũng không phải là người được lợi lớn nhất trong cơ duyên này dựa vào cơ duyên cuột khởi là một vị tiên cương phát triển cho đến nay thập đại cổ phái cũng phải kinh ngạc trong tay vị tiên cương này về sau vị tiên cương đó gia nhập phân bộ cương minh trung châu đánh bại thủ lĩnh phân bộ trước đó một cách dễ dàng từ xưng tinh túc tiên cương ngồi vững vị trí thứ nhất trong thời kỳ loạn chiến năm vực ông ta trở thành bá chủ kiêu hùng Các cứ mùa phương phương nguyên cũng chưa tận mắt nhìn thấy thiên linh chân chính càng không biết điều kiện nhận chủ của động thiên mấy ngày sau Hắc Lâu Lan mang theo tiên cổ khí lực, thông qua tinh môn tiến vào Phúc Địa Hồ Tiên. Bên trong thạch tổ Phương Nguyên, nàng và Phương Nguyên cùng với mấy ngàn người lông hợp lực luyện chế ra cổ khí nang, sau đó, Hắc Lâu Lan cũng không lập tức cáo tử, mà ở lại Phúc Địa Hồ Tiên. Nghe Phương Nguyên nói về Động Thiên Phồn Tinh, chỉ dựa vào thực lực của Phương Nguyên bây giờ, muốn tiến vào Động Thiên Phồn Tinh thì hơi có chút miễn cửa, thế là Phương Nguyên mời minh hữu của hắn. Nhưng lúc này Lê Sơn Tiên Tử đang hợp tác với Tần Bách Thắng, cô Sơn Minh rực rỡ hào quang, khiến tần bách thắng hợp tung liên hoành chưa khử địch ý đồng thời bắt đầu một đại hội đấu giá long trọng chưa từng có ở bắc nguyên thù lao tần bách thắng trả cho lê sơn tiên tử là một con tiên cổ lợi lớn trước mắt lê sơn tiên tử đương nhiên lựa chọn tần bách thắng mà từ bỏ hợp tác với phương nguyên lần này về phần thái bạch vân sinh ông đang ở cùng một chỗ với đám người sa ma xuống biển sâu thăm dò phúc địa ngọc lộ cho dù thái bạch vân sinh có tâm muốn giúp sư đệ nhà mình nhưng ngại thân chúng tiên cổ tử kỳ ông cũng không thể phân thân chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Chỉ có Hắc Lâu Lan là nhàn rỗi, đồng ý đi cùng với Phương Nguyên thăm dò động Thiên Phồn Tinh, dựa theo minh ước đại Tuyết Sơn, lần này hai bên hợp tác thám hiểm, bất luận Hắc Lâu Lan có tổn thất gì, Phương Nguyên cũng không có nghĩa vụ bồi thường gấp đôi. Đồng thời chiến lợi phẩm sẽ phân phối 6 thành cho Phương Nguyên, 4 thành cho Hắc Lâu Lan. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức ở Phúc Địa Hồ Tiên vài ngày, Hắc Lâu Lan tiến vào tiên khiếu Phương Nguyên, Phương Nguyên dựa theo cảnh tự trong đầu, thử thôi động định tiên du. Liên tiếp thử ba bốn lần cũng không thành công, Phương Nguyên cũng không ngoài ý muốn. Cảnh tượng trong trí nhớ của hắn, mặc dù cũng là một phần của động Thiên Phồn Tinh, nhưng lúc này đã rơi vỡ. Cảnh tượng cũng có sự thay đổi, cũng may cảnh tượng trong trí nhớ Phương Nguyên khá nhiều. Sau khi thử mấy chục lần, tiêu hao mười mấy viên tiên nguyên thanh để, hắn rốt cuộc cũng thành công, Bích Quang nói lên, sau một khác hắn xuất hiện bên trong động Thiên Phồn Tinh, cây cối trước mắt mọc thành bụi, xanh um tới tốt. Sương mù lượn lờ dưới chân núi. Phương Nguyên đã sớm dường sư mau giáp. Bảo vệ quanh thân cực kỳ chặt chẽ, hắn nhấc lên người hai phần tinh thần, nhanh chóng nhìn chung quanh, phát hiện mình đang đứng giữa một sườn núi, chung quanh cùng mộc che trời, cho dù cơ thể tiên cương của hắn cao đến 2 trượng, cũng không bằng 1 phần 3 độ cao của cây đại thụ. Ngửa đầu nhìn lại, chính giữa cảnh lá ung tùng chính là bầu trời, bầu trời nửa xanh nửa lam, một mảnh tĩnh mịch, trên bầu trời xanh có 60 sao cực lớn giống như 6 ánh trăng tròn theo thứ tự là đỏ, tam, mang, lam, tím, trắng. Phương Nguyên mở ra một khe hở tiên khiếu, Hắc Lâu Lan chợt xuất hiện, hai chân đạp trên núi đá, ánh mắt nàng nở rộ tinh mang, nhìn một vòng, đây là bên trong động Thiên Phồn Tinh sao? Đúng là như vậy, đi thôi. Ta muốn giết chết hoang thú rơi tinh ma. nó chắc hẳn ở gần đây, Phương Nguyên nói. Bởi vì không biết vị trí cụ thể của rơi tinh ma, hai người tùy ý chọn một hướng rồi tiến lên, khi tiến lên, hai người một khác cũng không ngừng vận dụng thủ đoạn trinh xác, sau khi trở thành cổ tiên, chân nguyên vô hạn, bọn họ có thể thỏa thích sử dụng phàm cổ trước khi hai người tiến vào vốn đã chuẩn bị một kích đầy đủ mặc dù không có sát chiêu trinh sát nhưng bọn họ lại có rất nhiều cổ trùng trinh sát không chỉ mắt xem bốn lộ tay nhai tám hướng mà trên đạp đại địa có thể cảm nhận được gió chấn động khi hô hấp mũi có thể người được mùi vị bất thường đồng thời thần nghiện lan tràn bao trùm chung quanh giúp cho phương diện trinh sát được toàn diện chương 977, trăm kết đấu chó tinh hoang thời gian trôi qua một chút khu rừng này giống như không có điểm cuối đã qua một chén trà rồi, tình huống có chút không hợp, Hắc Lâu Lan dừng bước, biểu hiện nghiêm túc nói với Phương Nguyên, Phương Nguyên gật đầu, trầm giọng nói: "Không sai, chúng ta đã tiến vào động Thiên Phồn Tinh." Thời gian qua lâu như vậy mà không nhìn thấy một con dã thú nào, không phải cây cối thì cũng là sương mù, mặc kệ lên núi hay là xuống núi, đông bắc hay là tây nam, cảnh tượng đều rất giống nhau, Hắc Lâu Lan ngẩng đầu: "Chúng ta bay lên đi." Hai người cẩn thận bay lên trời, trên bầu trời xanh không có vật gì hai người bay lên không trung nhìn vô cùng rõ rất dễ bị đàn thú phát hiện và vây giết vì lý do an toàn phương nguyên và hắc lâu lan đều lựa chọn đi đường bộ lúc này hai người mạo hiểm nếm thử kết quả khiến cho hai người phải thất vọng càng bay lên cao sương mù kỳ quặc lại càng dày đặc cuối cùng che khuất cả tầm mắt đưa tay không nhìn thấy rõ tình trạng năm món tay phương nguyên hắc lâu lan thôi động cổ trùng điều tra trong sương mù dày đặc nhưng phần lớn đều bị hạn chế hai người thương lượng một phen cẩn thận không muốn tiếp tục mạo hiểm hai người bay xuống đất có phải thiên linh phồn tinh đã bắt đầu nhắm vào hai chúng ta rồi không hắc lâu lan suy đoán tình huống ở đây nếu không phải pháp tắc đặc biệt của động thiên thì cũng là huyễn cảnh đang lặng yên quấy nhiễu cảm giác phương hướng của chúng ta che đậy giác qua chân thật của chúng ta đáng tiếc ta không có sát chiêu trinh sát phương nguyên nói ngươi chẳng lẽ ngươi không có thủ đoạn trí đạo sao trí đạo cũng am hiểm giải quyết các loại khốn cảnh hắc lâu lan cao mày phương nguyên lắc đầu ta đích thật có một số thủ đoạn trí đạo nhưng tương đối đặc biệt không thể phân biệt phương vị ngươi có sát chiêu trinh sát hay không hắc lâu lăn hừ nhẹ một tiếng nắn chặt hai tay sát chiêu trinh sát thì ta không có nhưng sát chiêu công kích thì có rất nhiều lã lực nói xong sau quyền của nàng mạnh mẽ đánh ra bộc phát quyền khí minh mông quyền khí dâng trào bốn phía nhanh chóng ngưng tụ thành hư ảnh lực đạo thân hình của đám hư ảnh lực đạo này rất cồng kềnh giống như bạo hùng mắt tam giác răng cao thấp không đều chính là hình ảnh nam trang trước đây của Hắc Lâu Lan. Đúng lúc đó, Phương Nguyên lui về sau mấy bước, tránh ra một không gian đủ lớn cho Hắc Lâu Lan, hư ảnh lực đạo đồng loạt đánh tới bản thể Hắc Lâu Lan. Hư ảnh dung hợp, rất nhanh bao phủ bản thể Hắc Lâu Lan bên trong, hình thành một cự nhân hư ảnh lực đạo, uy lực sát chiêu này vô cùng kinh người. Hắc Lâu Lan đã từng sử dụng qua khi hành tẩu ở Bắc Nguyên, đã từng đánh nổ một con phi hùng hư tượng, lúc này, nàng lại huy quyền lần nữa. Nắm đấm to lớn hung hăng lệnh xuống một cây cổ mộc, cổ mộc kiên cố lập tức bị hắc lâu lan đánh thành hai đoạn nửa đoạn còn lưu lại trong đất nhưng đã nghiêng sang một bên bồn đất lẫn lộn để lộ cả rễ cây nửa đoạn trên thì bay thẳng ra ngoài phát ra tiếng gió vun vút đâm vào các cây cổ thụ khác trên đường đụng ngã hai ba cây rầm 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 quyền cước hắc lâu lan tung bay từ nhát quyền cước đánh cho dãy núi chấn động đất đá tung bay cổ mộc huynh đảo sương mù tản đi phương nguyên bay lên không trung tầm mắt được mở rộng chỉ thấy trong rừng cây trong vòng phạm vi trăm dặm là nơi mà hắn và hắc lâu lan đã đi vòng vòng bên ngoài cánh rừng bầy dã thu ẩn hiện đàn trùng kêu khẽ dòng suối róc rách hoa dại theo gió nhúc nhích một khu vực sinh cơ tự nhiên xem ra khu rừng này vô cùng đặc biệt hẳn là loại cây đã bị tuyệt tích vị trí mà chúng ta tiến lên đều nằm ngay trong rừng cây này thần niệm truyền ra từ cự nhân hư ảnh lực đạo câu thông với phương nguyên dù kiếp trước phương nguyên kinh nghiệm phong phú tầm mắt rộng lớn cũng không nhận ra được lai lịch của loại cây này hắn cười khổ một tiếng nói sang chuyện khác. Loại cây này rất thư thớt, sau khi hình thành rốt cuộc không có hiệu quả khốn địch, chi bằng chúng ta chặt lấy một ít, đen trồng trong phúc địa nhà mình, nói không chừng có thể nghiên cứu ra manh mối gì hay không. Tin tức phát ra tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì bản thân hắn chính là người cung cấp tin tức đó, tiếp trước, động thiên phồn tinh vỡ vụn thành rất nhiều bộ phận. Thân tán rơi xuống đại địa Trung Châu, phương nguyên sai người thăm dò thế giới bên trong mảnh vỡ động thiên, loại cây này mọc không còn quy mô, hư hại rất nhiều, vì thế mới không sinh ra hiệu quả đặc biệt nào cả. Tao ngộ này đã cảnh báo Phương Nguyên, mặc dù hắn có trí nhớ của kiếp trước, nhưng kiếp này hắn tiến vào động thiên phồn tinh, tình huống đã không còn giống như lúc trước, không thể cứ một mực ỷ vào trí nhớ của mình, cứ nhân hư ảnh lực đạo nhìn những cây cổ mộc, ngươi không nói ta cũng có dự định này, khi hai người chặt xong bốn năm cây cổ tụ, trên đỉnh núi đột nhiên xông đến một con hoang thú chó, con chó hoang thú này gào thét, hung mang trong mắt lộ ra. Mục tiêu trực chỉ Hắc Lâu Lan hư ảnh cự nhân lực đạo hắc lâu lăn không có rừng cây che lấp vô cùng rõ ràng phương nguyên nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy con hoang thú này hình thể như một ngọn núi nhỏ tòa thân màu xanh thẳm bóng loáng mặc kệ là đầu bụng lưng hai đuôi đều có họa tiết vằn tản ra ánh sáng màu xanh yếu ớt phương nguyên chỉ nhìn một chút lập tức nhận ra con thú này vội nhắc nhở hắc lâu lan đây là chó tinh hoang hẳn là ba chủ khu vực này chúng ta nên dò xét một chút xem hoang thú bên trong động thiên phồn tinh có chiến lược gì nếu chiến lược yếu kém chúng ta không nên giết. Tốt nhất là bắt sống, ta còn có mục đích sử dụng khác. Hắc Long Lan cao mày, mặc dù nàng là lực tuyệt tiên thể, có được mấy con tiên cổ lực đạo, giết chết hoang thú thì không khó, nhưng cách trình độ bắt sống hoang thú thì vẫn còn trên lệch một chút. Nhưng lúc này Phương Nguyên lại nói: "Ngươi chủ công, ta phụ trợ, nhìn tình huống mà ra tay, nếu có thể bắt sống, ta sẽ dùng tiên nguyên thanh để thanh toán thủ lao cho ngươi." "Được, cứ quyết định như vậy đi." Hắc Lâu Lan không phải người thích do dự, chợt quát một tiếng, cự nhân hư ảnh lực đạo bước nhanh, xông thẳng đến chó tinh hoang, con chó tinh hoang từ trên cao nhìn xuống, sau đó bổ nhào đến cự nhân hư ảnh lực đạo, hắc lâu lan không cam lòng yếu thế, quyền cước tề xuất. Đánh nhau cùng một chỗ với chó tinh hoang, hai thân hình to lớn giống như hồ lô lan từ sườn núi xuống chân núi, cây cối ven đường bị áp đảo. núi đá bị đập vụng, chim thú không kịp chạy trốn bị nghiền thành xương vụn, phương nguyên vũ cánh rơi, một đường bay xuống, từng luồng tinh quang ngưng tụ thành hình trên tám cánh tay của hắn nhưng cũng không nện xuống cứ nhân hư ảnh lực đạo hắc lâu lan và chó tinh hoang giao thế lẫn nhau giống như bánh xe lăn xuống tình hình chiến đấu rằng co công phạt chuyển đổi nhanh chóng khiến cho lão ma như phương nguyên cũng không tìm được cơ hội hạ thủ ầm ầm bụi mù nổi lên bốn phía cứ nhân và hoang thú lăn xuống đến chân núi rốt cuộc dừng lại chó tinh hoang rất mạnh nhào vào người cự nhân cái đầu của nó mởng cao mở cái miệng rộng lộ ra răng nhọn như trường kích sáng như tiết muốn cắn xuống phương nguyên thấy thời cơ tám tay lai động cầm tám đoàn tinh quang đã chuẩn bị sẵn cùng một chỗ nện xuống ầm 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 tiếng nổ vang liên tiếp chó tinh hoang tức giận sủ một tiếng thế công bị đánh rãi con chó lắc hư chung quanh muốn thoát khỏi đoàn tinh quang chương 978, đất toảng một nhưng lúc này hắc lâu lan đã phát động thế công âm tàn chỉ thấy cự nhân hư ảnh lực đạo cong đầu gối đánh vào chỗ yếu hại giữa chân sau của con chó ầm à, con chó tinh hoang lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết cơ thể khổng lồ như điện giật nhảy ra nhảy tương tương chung quanh khu rừng. Phương Nguyên lập tức nhào đến, không cho con chó tinh hoang bất luận cơ hội thở dốc nào, hắn bay giữa không trung, cánh rơi vỗ liên tục, mang theo cơ thể linh hoạt như rùi trùng, từng đoàn từng đoàn tinh quang đập xuống, nhắm ngay mắt, ngũ, nghiệt lỗ đích của con chó, chó tinh hoang bị đánh nhảy tương bốn phía, dần dần không chịu nổi công kích xào trá trước sau của Phương Nguyên, đau thấu tim gian. Mặc dù trên người chó tinh hoang có cổ trùng phòng ngự hoang dã, nhưng đối mặt với sát chiêu băng toàn tinh trần, hiệu quả phòng ngự của cổ trùng hoang dã cũng không tốt ngược lại vì đối kháng băng toàn tinh trần khiến cho phòng ngự của cổ trùng hoang dã nhanh chóng tiêu vong bên này hắc lâu lan khống chế cự nhân hư ảnh lực đạo một lần nữa đứng nẳng không hổ danh là hoang thú hắc lâu lan cảm thắn trong lòng sát chiêu lực đạo chưa từng gặp bất lợi thế mà không chống lại được một con chó tinh hoang ngang ngược nhất là cự nhân hư ảnh lực đạo sát chiêu biến hóa cực hạn nhưng vẫn không phải là đối thủ của con chó tinh hoang đã như vậy vậy để ta vận dụng tiên cổ lực đạo của ta hắc lâu lan nhe giang cười đang định ra tay đột nhiên từ hai bên ngọn núi truyền đến tiếng chó sủa quen thuộc lập tức hai con chó tinh hoang xâm nhập vào tầm mắt của phương nguyên và hắc lâu lan động tác của phương nguyên dừng lại con người hắc lâu lan cũng co rụt không hẹn mà cả hai cùng truyền âm chạy ba con chó tinh hoang cùng nhau đuổi theo phương nguyên và hắc lâu lan một đường bay ngược cũng không phải bọn họ đánh không lại ba con hoang thú nhưng muốn kịch đấu nhất định phải hao hết toàn lực mới có thể đánh bại bọn chúng hiện tại Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan đều xa lạ với hoàn cảnh bên trong động thiên phồn tinh, hai người cũng chẳng có thâm cừu đại hận gì với ba con hoang thú, chỉ có đầu chứa nước mới có thể toàn lực chiến đấu. Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan đều là người đam mưu túc trí. Lần này đến thăm do động thiên phồn tinh, bọn họ đã chuẩn bị ổn thỏa, giữ lại chiến lực, từng pho chuyện ngoài ý muốn phát sinh, nhất là thiên linh động thiên vẫn chưa lộ diện, thiên linh khống chế các mặt của động thiên, Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan vừa tiến lên, lập tức sẽ bị phát hiện đầu tiên. Phương Nguyên một ngựa đi đầu, không ngừng vũ mạnh hai cánh sau lưng bay cực nhanh hắn không dám phi hành trên không trung chỉ có thể xuyên thẳng qua tầng trời thấp hắc lâu lan bay chậm hơn so với phương nguyên rơi lại sau lưng không khỏi nhìn thoáng qua hai cánh của hắn trong lòng thầm nhủ tốc độ lúc này của phương nguyên cũng chẳng có gì kỳ lạ ta cũng có thể đạt đến nhưng hắn có thể chuyển hướng linh hoạt như vậy trong tán cây ung tùng vẫn có thể vòng qua từng cái bay gần mười dặm ba con chó tinh hoang sau lưng mới dừng bước từ bỏ việc truy kích hai người phương nguyên hai người dừng lại trên một cây đại thụ tiến hành chỉnh đốn phương nguyên đứng trên tán cây cố gắng phân rõ phương vị ngọn núi san sát chung quanh cách nhau không xa như lại xen lẫn nhau bên trên một số ngọn núi mọc đầy cây tùng có một số ngọn núi thì chỉ có bụi cây còn có ngọn thì một cây cũng không có mà đầy cỏ xanh hoa dại đây đều là dấu hiệu của người làm chứ thiên nhiên không được tinh tế như vậy phương nguyên nhìn ra được ý vị bên trong chủ nhân thất tinh tử của động tiên phồn tinh này đã phân định những ngọn núi đó thành nơi trồng trọt từ đó đầy cao sản lượng đặc biệt, sen ra. Chủ nhân động thiên này đã tốn không ít tâm tư cho việc phát triển, lúc này Hắc Lâu Lan cũng bước đến. Đứng bên cạnh Phương Nguyên nhìn ra xa. Lông mày Phương Nguyên cao lại, địa hình trong trí nhớ và hình dạng trước mặt rất khác biệt, chẳng lẽ sau mấy trăm năm kiếp trước, mà đất động thiên phồn tinh đã phát sinh thay đổi, mới khiến cho khi vỡ vụn rơi xuống không giống như lúc này. Như vậy, trí nhớ kiếp trước của Phương Nguyên không còn tác dụng hướng dẫn quý báu nữa. Hắc lâu lan nhìn đôi cánh rơi nhỏ đằng sau Phương Nguyên, hứng thú hỏi: "Sát chiêu này của ngươi không tệ, ngươi mua ở đâu thế?" Dựa theo minh ước Tích Sơn, Phương Nguyên không thể lừa gạt Hắc lâu lan, nhưng hắn có quyền không nói. Nhưng sát chiêu cánh rơi phản thực vốn là thủ đoạn bình thường của hắn, cũng chẳng có gì cần giấu giếm. Hắn thản nhiên đáp: "Sát chiêu này là căn cứ vào sát chiêu trước đó cải tiến mà thành, thích hợp với cơ thể tinh cương của ta. Nếu ngươi muốn dùng, ngươi phải ghép lên lưng mình một đôi cánh rơi bằng xương bằng thịt." hắc lâu lan nghe xong không khỏi cao mày Nàn truy cầu sức mạnh cũng không có kỵ khi hình tượng bị phá hoại cơ thể hoang thú cũng là tiên thể cũng giống như tiên thể của cổ tiên chúng ta đạo ngân khắc lên rất gần với một số đạo lý pháp tắc đôi cánh rơi này của ngươi không phải đạo ngân lực đạo mà gần với phong đạo nhiều hơn ngươi tùy ý cấy ghét như thế không sợ lực đạo phong đạo quấy nhiễu nhau ngược lại khiến cho sát chiêu lực đạo giảm xuống à phương nguyên cười đắc ý ngươi biết cùng man ma tôn có thể biến thành các loại mãnh thù hay không đương nhiên biết cùng man ma tôn khai sáng biến hóa đạo là tổ sư của biến hóa đạo hắc lầu là náp, tinh túi của biến hóa đạo chính là dùng thân hóa thân biến thành mãnh thú cây cỏ có được sức mạnh và thủ đoạn của bọn chúng cổ sư biến hóa đạo biến thành chim của phong đạo hồ của viêm đạo cá của thủy đạo từng một đạo chiếu dọi vạn đạo vì sao bọn họ lại không bị đạo ngân của từng đạo quấy nhiễu chứ phương nguyên hỏi ngược lại cổ sư biến hóa đạo chỉ biến hình đơn giản thì còn chưa tính gọi là đăng đường nhập thất biến hình thành công không chỉ có thay đổi ngoại hình mà còn có đạo ngân đạo ân tương ứng với cơ thể hóa thú cổ tiên biến hành hoang thủ không chỉ có sức mạnh của bản thể hoang thú phòng ngự và tốc độ hơn nữa còn có thể gia tăng hiệu quả của cổ trùng tương ứng đó là vì bọn họ mỗi lần biến hóa đều biến thành một loại mãnh thú đạo ngân bên trong cơ thể cũng chỉ có một loại không giống như ngươi có hai loại đạo ngân hỗn tạp như bây giờ giống như cổ sư kiêm tu hai đạo về sau khi bọn họ biến hóa còn dùng cổ trùng tương ứng cọ rửa cơ thể rửa sạch sẽ ấn ký đạo ngân còn lưu lại, khi đó mới có thể biến hóa thành mãnh thú có đạo ngân khác, Hắc Lâu Lan nói. Phương Nguyên cười ngạo nghĩ, không, đây chẳng qua là công phu tu hành của bọn họ không đến nơi đến chốn, thủ đoạn còn thiếu, cùng man ma tôn không giống như vậy, tông ta nút hoang thú thái cổ, hình thành hoang thú đồ đàng bên trong cơ thể, dung nạp vô số đạo ngân vào một thân, tùy thời có thể biến hóa hình thái, khi ngươi độ kiếp, ta đã được chân ý ma tôn rót vào cơ thể, tấn thăng thành đại sư biến hóa đạo, hắc lâu lan kinh hãi, nói như vậy, ngươi giống như được cuồng man ma tôn chỉ điểm, có được thủ đoạn cân bằng đạo ngân khác nhau. Phương nguyên khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Ta chỉ là đại sư, cùng lắm cũng chỉ có thể cân bằng ba đạo ngân khác nhau. Liên quan đến chế ước khi cấy ghép, cánh rơi phản thực cùng lắm cũng chỉ cấy ghép được ba cặp. Đây chính là thể hiện tối cao của cảnh giới đại sư biến hóa đạo của ta. Hắc lâu lăn nhè Phương nguyên nói xong, không khỏi hứng thú đối với cánh rơi phản thực nhiều hơn. Mau bán sát chiêu này của ngươi cho ta đi, ta ra giá cao để mua chương 979, đất toàn hai phương nguyên đương nhiên lắc đầu từ chối rồi hắn vất vả lắm mới cải tiến được sát chiều này là thủ đoạn độc môn của hắn tại sao có thể tùy tiện chuyển nhượng cho người khác trừ phi về sau hắn không cần mới có thể cân nhắc chuyện đem ra bán hắc lâu lan bị phương nguyên từ chối có chút thất vọng nhưng cũng không ngoài ý muốn đổi lại vị trí nàng cũng sẽ lựa chọn từ chối như phương nguyên bây giờ phương nguyên không thiếu tiên nguyên thạch bây giờ ta đã hiểu vì sao ngươi lại muốn rứt rơi tình mà ngươi nhận được tin tức gì rơi tinh ma ở gần ngay đây sao hắc lâu lan hỏi phương nguyên gật đầu cho tin mà ta nhận được thì gần ở đây nhưng địa hình có chỗ trên lệch với tin tức chúng ta trước tìm chung quanh xem hắn quan sát thật lâu từ đầu đến cuối không cách nào xác định được vị trí thật sự chỗ trong trí nhớ là một đầm lầy hư thối tràn lập khí độc nhưng nơi này núi xanh san sát có chỗ nào có đầm lầy đâu một canh giờ sau hai bóng người vây quanh một con hoang thú triển khai tấn công con hoang thú này toàn thân trong suốt giống như được cấu tạo từ kim cương Kinh thái như gấu, to như vòi mà mút. Là một con gấu toản, giao chiến với gấu toản là Hắc Lâu Lan và Phương Nguyên, Xen Chiêu, Phương Nguyên bay giữa không trung. Tám cánh tay thay nhau huy động, nện xuống từng đoàn tinh mang, con gấu toản đứng lên, vung vẩy chân trước, đập nát tinh quang, Hắc Lâu Lan một lần nữa biến thành cự nhân hư ảnh lực đạo, giơ chân lên, nhắm ngay bụng mấu đập mạnh một cái, con gấu toản gào lên, cơ thể kim cương đột nhiên sáng bừng, đùi phải cự nhân hư ảnh lực đạo thình lình bị chặt đứt, trên thân con gấu tẩn này có cổ trùng hoang dại khắc chế lực đạo của ta, Hắc Lâu Lan giật mình. Vội vàng lui lại, sát chiêu cũng không phải vạn năng, cũng có nhược điểm. Sẽ bị khắc chế, con gấu toản lại không muốn bỏ qua cho Hắc Lâu Lan, bổ nhào qua, Phương Nguyên nhìn thấy, ăn ý lao xuống, tinh quang trong tay nhện xuống còn nhiều hơn trước đó, như gió táp mưa rào. Nhất thời, con gấu toản bị Phương Nguyên đánh không ngẩng đầu lên được, cho ngươi cá đây, ăn mau cho nóng, bốn tay Phương Nguyên giơ cao, Dường ra một đoàn băng tỏa tinh trần thật to oanh một tiếng toàn bộ con ngấu hùng đều bị băng toàn tinh trần bao phủ con lấu bị bụi sao say nghiền đau đến mức vào thét một tiếng thật sự nổi giận ầm. Ừ. sau một khắc nó bỗng nhiên đánh ra tinh đoàn vọt tới giữa không trung tại sao con ngấu này lại bay được khoảng cách phương nguyên quá gần vội vàng không kịp chuẩn bị bị chân gấu dơ cao vỗ chúng oanh sau một khắc phương nguyên giống như đạn pháo bắn ngược ra ngoài nện đứt mấy chục cây đại thụ che trời lúc này mới dừng lại khi huyết trào ra bởi vì ngăn cản trào gấu hắn bị dãy mất hai cánh tay bị thương nặng ba cánh phương nguyên nhếch miệng đối chiến với hoang thú tiểu gì cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra hoang thú không giống với cổ tiên trình độ trí tuệ không cao trên người rốt cuộc ký sinh bao nhiêu cổ trùng hoang dã vừa mới tiếp xúc không ai biết được giống như vừa rồi con lấu toàn có thể hóa giải được hư ảnh lực đạo của hắc lâu lan đột nhiên bay lên đánh phương nguyên trọng thương ngay lập tức chỉ có ăn thịt phương nguyên và hắc lâu lan mới biết được cổ trùng ký sinh trên người con gấu này rất mạnh không chỉ khắc chế cổ trùng hư ảnh lực đạo mà nó còn có cổ phi hành có thể giúp cho cơ thể nặng nề của nó bay lên rút lui phương nguyên nói với hắc lâu lan hắc lâu lan sớm có thoái ý triệt tiêu sát chiêu cùng nhau chạy trốn với phương nguyên con gấu toàn không truy kích cầm hai cánh tay của phương nguyên lên bỏ vào trong miệng răng rắc răng rắc răng con gấu rất sắc bén tùy tiện cắn đứt cánh tay tiên cương của phương nguyên sau đó nhấm nuốt thì lít xanh biếc thuận thao răng gấu chảy xuống một mùi tanh nồng nhanh chóng khách tán chung quanh con gấu vừa mới nuốt thịt phương nguyên xuống kết quả sau một khắc đã mở cái miệng rộng môn mở thức ăn lần nữa quá khó ăn vẻ mặt con gấu như bị táo bón căm ghét đập cánh tay của còn dư lại của phương nguyên vào núi đá sau đó hậm hực tiến vào hang động trên đỉnh núi một lát sau phương nguyên và hắc lâu lan lén lút quay lại phương nguyên nhặt cánh tay cục của, của mình lên nhìn một chút sau đó đối ứng với miệng vết thương của mình hắn thôi động cổ trùng trị liệu dựa vào năng lực khôi phục của tiên cương một lần nữa nối lại chỗ cũ về phần cánh tay còn lại đã bị con gấu cắn thành xương nhão phương nguyên cũng không thể dùng thở dài một tiếng quyết định thúc giục cổ trùng sinh ra cánh tay mới nhưng tiên cương không phải phàm thể muốn mọc lại tứ chi đã bị rãy phải mất ba bốn canh giờ sau khi mọc ra rồi lại còn phải bổ sung đạo ngân có liên quan đến lực đạo hắc lâu lan nhìn cửa hang cao nhất trên ngọn núi trong động kia có ít nhất 30 cân đất toàn đất toàn thật ra là phân và nước tiểu của gấu toàn dinh dưỡng cực kỳ phong phú là loại đất được bán với giá cao bên trong bảo hoàng thiên cách đây không lâu phương nguyên và hắc lâu lan đã đến ngọn núi này phương nguyên dụ con gấu toàn ra hắc lâu lan thừa cơ chui vào trong động trắng trận vơ vét mấy trăm vạn cân đất toàn giá trị ít nhất 30 khối tiên nguyên thạch phương nguyên lắc đầu 30 cân đất toàn không đáng cho chúng ta mạo hiểm lần nữa lần thứ nhất còn được lần thứ hai tiểu hận càng sâu con gấu đó chưa chắc có thể tùy tiện buông tha cho chúng ta con gấu toàn này da dày thịt béo giết nó cái giá bỏ ra cũng rất lớn mục tiêu của ta là rơi tinh ma hướng này không có vậy thì đổi hướng khác hơn nửa ngày phương nguyên và hắc lâu lan gần như dò xét hết toàn bộ khu vực nhìn thấy số lượng hoang thú không ít nhưng lại không có với tinh ma tình báo của ngươi đúng là không đáng tin hắc lâu lan ngồi bệt xuống đất vừa chữa thương vừa nói bên trên cánh tay trái của nàng có một vết thương thật dài đẫm máu kéo từ mu bàn tay đến cùa tay đây là ấn ký mà trước đó phương nguyên và hắc lâu lan đã đụng phải một con hoang thú thuộc phi kiếm lưu lạn hình thể con chuột phi kiếm rất nhỏ nhưng tốc độ lại cực nhanh chỉ cần không chú ý một chút lập tức bị lợi chảo của nó gây thương tích ngay dù hắc lâu lan là đại lực chân vũ thể tuyệt tiên lực đạo sức khôi phục kinh người nhưng trị liệu vết thương cũng hao tổn rất nhiều tâm trí bởi vì vết thương do chuột phi kiếm gây ra tràn lập đạo ngân kim đạo bài xích đạo ngân lực đạo bên trong tiên thể của hắc lâu lan chống lại năng lực khôi phục của tiên thể nửa ngày sau hắc lâu lan mới trị liệu xong vết thương kết thành một lớp vảy hơi mỏng màu hồng nàng đến bên cạnh phương nguyên phương nguyên đang ngồi xếp bằng trên mặt đất dùng ngón chỏ bé nhọn như sắt trực tiếp phát họa ra địa hình mà bọn họ thăm dò được trên một núi đá bằng phẳng núi ở đây tổng cộng có đến mấy chục ngọn đa phần bên trên đều có một con hoang thú tọa chấn ví dụ như chó tinh hoang chuột phi kiếm dấu toàn núi mà không có hoang thú thì sẽ có rất nhiều đàn thú cùng cổ trùng kết bạn sinh sống hiển nhiên thất tinh tử vì kinh doanh động thiên phồn tinh đổ ra rất nhiều tâm huyết mới có thể khiến cho hoang thú sinh hoạt dày đặc bên trong khu vực này. Nhưng điều kỳ quái chính là không có hoang thú thượng cổ. Chiến lực của hoang thú thượng cổ có thể so sánh với cổ tiên thất truyền, dựa theo lẽ thường. Động thiên phồn tinh phát triển mạnh mẽ như vậy nên có hoang thú thượng cổ mới đúng chứ. Đây chỉ là một trong những điểm cổ quái. Chương 980, tinh địa điểm cổ quái thứ hai là thiên linh đã lâu vẫn không thấy xuất hiện. Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan đã thăm dò chung quanh. Mặc dù tao ngộ không ít chiến đấu, nhưng đều thuận lợi thoát thân nghiêm chỉnh mà nói hai người bọn họ là người xâm nhập vào nhưng động thiên phồn tinh này giống như không có thiên linh chủ trì vây quét trong dự liệu của phương nguyên cũng không xuất hiện điểm cổ quái thứ ba chính là phương nguyên chết sống cũng không tìm được đầm lấy khí độc dựa theo trì nhiều kiếp trước lúc này hắn đã đặt chân đến địa vực điều động một số thuộc hạ đắc lực đến thăm dò vơ vét mảnh vỡ động thiên vốn đầm lầy khí độc nằm gần khu rừng cổ thụ kia nhưng sao hắn cũng không tìm thấy chẳng lẽ nói đầm lây khí độc mới được hình thành mấy trăm năm về sau? bởi vì ta đến sớm, vì thế mới không tìm được đầm lầy khí độc. Nếu là như vậy, kế hoạch bắt giết rơi tinh ma của ta sẽ thất bại. Phương Nguyên nhìn chằm chằm bản đồ địa hình trên mặt đát, tự lù. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một luồng cường quang bắn tới, hắn và Hắc Lâu Lan đồng thời lửng đầu, nhìn bầu trời xanh động chẳng biết lúc nào xuất hiện những tinh quang lầm tấm. Tinh quang này, số lượng tăng vọt, tăng lúc càng nhiều, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ thiên địa, bay tá lả giống như một trận tuyết lớn. Đây là biến hóa thiên tự chỉ có động thiên mới có. Phương Nguyên đứng dậy, ánh mắt đề phòng, dựng lên sư mau giáp. Hắc Lâu Lan cũng thôi động sát chiêu phòng ngự, cảnh giác trong lòng. Tinh quang sáng lạn, chiếu dọi vạn vật, bên trong các ngọn núi liên tiếp truyền ra tiếng thú giống, hoặc mát lạnh, hoặc sức khoát, hoặc kéo dài, hoặc khàn giọng, gió lớn đột nhiên to hơn. Đám tinh quang đều tập trung trên đỉnh một ngọn núi, một luồng ánh sáng màu lam chói mắt hiện lên rồi tan đi, tinh điểm biến mất, một cung điện sáng chói, tinh xảo xuất hiện trên đỉnh núi, Toa cung điện này con ngươi Phương Nguyên mở to, Khi dạng và cấu tạo của cung điện, hắn nhìn cảm thấy rất quen mắt, rõ ràng trong trí nhớ kiếp trước, cảnh tượng chung quanh thế giới bên trong mảnh vỡ đều là tường đổ, chỉ là nơi đã từng là tường đổ, lúc này lại không hư hại chút nào, Phương Nguyên liếc nhìn Hắc Lâu Lan, Hắc Lâu Lan suy đoán, có phải bởi vì thời cơ đặc biệt đã đến, thiên tượng biến hóa mới dẫn phát cung điện xuất hiện, có lẽ Thiên Linh cố ý sắp đặt, dẫn chúng ta vào cuộc, tinh mang trong mắt Phương Nguyên lói lên, hai người chỉ do dự một chút sau đó quyết định tiến vào tinh điện tìm kiếm cùng lúc đó tại một địa vực khác bên trong động thiên phồn tinh một trận kịch chiến đang tiến vào hồi cuối Nghịt xúc ăn một quyền của bản vương một thạch nhân cao như núi chợt quát một tiếng nắm đấm trực đảo xuống dưới chỉ một thoáng đã cuốn lên cổ phong đánh nổ không khí hoang thú phi hùng né tránh không kịp cái đầu to lớn bị quyền kích to lớn đánh ầm một tiếng nằm dạp trên mặt đất lén ra một cái hố to đất đá tung vá bụi mù nổi lên bốn phía đại địa run rẩy Cử nhân thạch đầu cũng không bỏ qua hai bàn tay xảy ra giơ lên cao chật đấm xuống bịch một tiếng song trường nặng nề đánh thẳng vào cơ thể tuyết trắng của phi hùng con phi hùng bị đánh trúng ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra nó đã sớm vết thương trồng chất một quyền vừa nãy đã đánh sọ não của nó vỡ tan lâm vào trạng thái hôn mê sắt chiêu tiên đạo đại địa can lấy song trường làm trung tâm địa khí kịch liệt dung chuyển rất nhiều địa thứ bé nhọn tráng kiện giống như mũi thương từ mặt đất xô ra vèo 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 hoang thú phi hùng bị hàng trăm cây địa thứ to nhỏ trong khoảng khắc xuyên thủng nó hồi quang phản chiếu ngẩng đầu lên bỗng nhiên mở to hai mắt phát ra âm thanh bi thảm cơ thể cứng ngắc khí lực tiêu tán đầu một lần nữa rơi xuống đất bịch một tiếng giống như một cái trống to đánh xuống một luồng bụi mù vang lên máu tươi nồng đậm thuận theo cột đá lan tràn chung quanh nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất phi hùng tử vong không một chút động tĩnh cứ nhân hạch đầu hừ lạnh một tiếng chợt tách ra ánh sáng chói mắt sau khi ánh sáng tiêu tán một vị cổ tiên khoanh tay kiêu cao đứng chẳng giữa không trung mái tóc ông ta màu trắng ngắn ánh mắt màu vàng lưng sói eo ong mặc một bộ võ phục tàn ra chi khí dũng mãnh bưu hán một luồng tinh mang phóng tới hóa thành một người đàn ông trung niên đầu đội cao quan Người mặc trường bào vỗ tay tán thừa không hổ là tiên hầu vương đại nhân đồ sát hoang thú phi hùng chỉ trong thời gian nửa chén trà nhỏ mà thôi người đàn ông tóc trắng mắt vàng này chính là cổ tiên thất truyền của chiến tiên tông tiên hầu vương thạch lỗi thạch lỗi chuyển động ánh mắt nhìn người đàn ông trung niên bảy tòa tinh điện đã xuất hiện vạn tượng tinh quân ngươi nói tại sao tinh điện thứ 8 còn chưa mở thì ra người đàn ông này chính là người đã từng bán nhiều đồ cho phương nguyên vạn tượng tinh quân vạn tượng tinh quân cao giọng cười một tiếng tiên hầu vương chớ gấp muốn xuất hiện tinh điện thứ 8. chỉ cần chém giết đủ hoang thú để mau hoang thú thẩm thấu đại địa mới có thể dẫn động tinh điện thứ 8 xuất hiện mặc dù chúng ta đã giết chết sáu con hoang thú nhưng huyết dịch còn chưa đủ nồng đậm rốt cuộc còn phải giết bao nhiêu hoang thú nữa thạch lỗi không kiên nhẫn hỏi vạn tượng tinh quân trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói căn cứ vào 20 năm gần đây của ta mỗi năm thăm dò một lần dựa vào phỏng đoán của chúng ta hẳn chỉ cần giết một con hoang thú nữa là được cô ngươi tốt nhất đừng có gạt ta giọng điệu thạch lỗi vô cùng ngang ngược vạn tượng tinh quân cúi đầu xuống ta chỉ là tán tiên một giới cho người lá gan cũng không dám lừa gạt tiên hầu vương ngài đây hàng năm ở trung châu ta cũng chỉ có thể cưỡng ép xâm nhập động thiên tinh đạo trong khoảng thời gian này hơn nữa mỗi lần tiến vào cũng chỉ được hai ngày vượt qua hai ngày khe hở động thiên sẽ bị lấp đầy chúng ta sẽ không ra ngoài được thời hạn có hạn như vậy sao ta có thể lừa vặt ngay được chứ ta ước gì vơ vét nhiều tài nguyên hơn nhưng mấy năm trước ta ngoài ý muốn nhìn thấy được tinh điện thứ tám khí tượng sông nghiêm tủ hộ tinh điện đều là hoang thú thượng cổ nhất định đây chính là trọng địa trung tâm của động thiên rất có thể thiên linh cũng ở đây thật lỗi gật đầu lão ta tin tưởng lời nói của vạn tượng tinh quân lão ta quen biết với vạn tượng tinh quân cũng một khoảng thời gian rồi cũng biết tính tình của gã hay nếu không phải lần nay ta và tống tử tinh đại chiến một trận tổn hao rất nhiều tiên nguyên phúc địa độ kiếp lại đang ở trước mắt nhu cầu cần rất nhiều tiên nguyên thạch truyền thành tiên nguyên ta cũng không đem bí mật này nói cho ngài biết vạn tượng tinh quân thở dài giọng điệu thạch lỗi ôn hòa lại một chút yên tâm đi ta sẽ tân thủ hiệp nghị lần này chiến lợi phẩm đoạt được ta tám thành ngươi hai thành. Đồng thời, ta cũng không nói bí mật này cho người thứ ba biết, về sau hàng năm, chúng ta sẽ đến đây thăm dò, trước mắt. Thủ đoạn tiến vào động thiên phồn tinh đang nằm trong tay vạn tự tinh quân, thạch lỗi vẫn còn chưa biết, thanh danh của thạch lỗi đại nhân xuất chúng, điều này tại hạ yên tâm. Dựa theo kinh nghiệm thăm dò của ta, cách đây không xa có một con giới tinh ma, chém giết khá dễ, được rồi, chúng ta đến nó. Quy củ cũ, khi đánh nhau, ngươi làm ơn đứng sang một bên, đừng làm trở ngại ta ra tay, Thật lỗi lôi lệ phong hành, vừa nói đã bay lên. Vạn Tượng Tinh Quân cười khổ, vội vàng đuổi theo. Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan cẩn thận tiến vào tinh địa.